Hôm nay là lịch Tây đã là 29 tháng 12 rồi. Vậy là chỉ còn có 1-2 ngày nữa thôi là năm 2016 đã gì ạ? Đã trôi qua và tất cả quý vị sẽ bước qua một năm 2017. Thì hôm nay chủ đề rất là hay ạ. Đó là muốn buông mà làm sao buông. Và thực ra là chủ đề này cũng rất là phù hợp khi thời điểm gần cuối năm rồi. Nhưng thưa sư ở đây, thưa sư với tất cả quý vị ở đây, con có một cái điều mà con cảm nhận mỗi lần mà đến cái dịp mà cuối năm, đó là khoảng 2 ngày nữa thôi, chắc chắn ở đây trong điện thoại quý vị sẽ có những tin nhắn chúc mừng, mà thường là những lời chúc sẽ là đại khái như thế này, đó là chúc một năm mới nhiều thành công, nhiều hạnh phúc, rồi một tháng sau khi đến Tết Tết Ta, Tết Nguyên Đán thì tiếp tục trong những câu chúc nhau đầu năm. Thì con thấy rằng mọi người thường chúc nhau là an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi. Quý vị có công nhận những câu đó quen thuộc không ạ? Dạ, hầu như là cứ Tết nào cũng nghe những câu đó. Vậy thì khi mà nghe những câu đó xong thì Nhất Tâm thấy như thế này quý vị, đó là hầu như là năm mới mọi người đang muốn là những cái gì mới thêm, được thêm, có thêm, muốn thêm. Chứ còn Nhất Tâm cũng rất ít khi mà thấy những câu chúc là chúc năm nay anh chị buông bỏ bớt đi. Dạ hình như không có. Không biết là có hay không thì Nhất Tâm chưa nghe, nhưng mà hình như trong cuộc sống Nhất Tâm thì vẫn chưa thấy người nào chúc như vậy. Vậy thì theo sư là với xu hướng xã hội hiện tại thì mọi người đang phát triển, ngay cả công ty cũng vậy. Năm nay chưa hết năm cũ thì đã lo kế hoạch năm mới rồi, thậm chí là lo sớm hơn nữa. Vậy thì hình như là mọi người không có buông, hình như đang muốn là muốn thêm, muốn được thêm. Dạ, và muốn được có thêm. Vậy thì theo sư, tại sao phải buông sư? Trong khi là mình có thêm là điều tốt mà mọi người chúc nhau như vậy nữa, thì tại sao phải buông sư? Chào quý vị. Ví dụ cái cây mà mình tưới nhiều quá cũng đâu có tốt phải không? Thức ăn mình ăn nhiều quá cũng không tốt. Mà ngủ nhiều quá thì cũng không tốt. Chơi cũng được mà chơi nhiều quá cũng không tốt. Làm cũng cần thiết mà làm nhiều quá cũng không tốt. Mà đặc biệt thương nhiều quá thì cũng mệt lắm. Nó có một cái mức vừa đủ, mức cân bằng, mức hợp lý để chúng ta điều hợp cái hợp thể giữa thân và tâm của mình, điều hợp giữa cá thể mình với một cá thể khác, hay là một nhóm người, điều hợp giữa mình, thiết lập sự cân bằng giữa mình với các liên hệ trong cộng đồng, trong xã hội. Cho nên nếu mà mình có một cái gì nó quá mức á, mà mình không có kiểm soát được thì cần phải xét lại. Chúng ta thì hay có khuynh hướng là tích góp càng nhiều càng tốt, và mãi trong chúng ta nó hình thành một cái nhận thức là càng có nhiều càng tốt, chứ ít khi nào chúng ta có một cái ý niệm là loại trừ bớt. Nhưng mà tôi nghĩ là cuối năm là quý vị dọn nhà cửa thì thế nào cũng dọn đi bớt mớ, xách bao bố rồi bỏ bao nhiêu là đồ đạc không cần thiết, để cho cái căn nhà mình nó sạch sẽ, nó gọn gàng và nó nhẹ nhõm nữa. Và giá như cuộc sống mình có thể làm được điều đó, mình cũng xách cái bao bố, mình bỏ những cái rác rến trong tâm hồn mình vào trong đó. Tại mình biết là có những thứ dư thừa lắm, nếu mình ngồi xét lại. Thí dụ như là những nỗi lo lắng dư thừa, những cơn giận, những cơn ghen không cần thiết, những mong muốn nó không phù hợp. Thì những cái đó nếu mà mình biết là nó là cái thứ dư thừa chứ không phải cái mà mình đang hiểu là thật sự cần thiết á, thì có thể cuộc sống mình nó sẽ gọn gàng hơn, nó tráng kiện hơn, nó vững chãi hơn để nó lướt tới phía trước. Tiếc là chúng ta không biết được điều đó, nhất là những vấn đề trong tâm hồn của mình. Mình thường là tạo ra thêm chứ ít khi nào mà dọn dẹp bớt. Cho nên anh Nhất Tâm anh có nhắc tới về cái ý niệm bước qua năm tới đó, năm mới. Thì tôi cũng rất mong quý vị sử dụng cái ý niệm đó để mình có thể làm một cái chiến dịch gạn lọc thân tâm, thanh tịnh hóa tâm hồn trước khi bước vào năm mới.
trong đó có việc là chúng ta cần phải buông bỏ bớt một vài thứ. Chúng ta cần phải buông bỏ bớt, thứ nhất là để tạo cái thế quân bình. Tại vì nếu mà mình vẫn tiếp tục duy trì cái sự bám víu, cái sự nắm giữ, cái sự trì níu đó, đó, thì có thể là mình mất cân bằng, mình bất ổn, mình không có hạnh phúc. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình có thể buông bỏ bớt vài thứ không cần thiết, thì mình sẽ tập trung phát triển được những thứ cần thiết. Tại vì cái nguồn năng lượng mà các bạn tạo ra nhiều khi nó chỉ có chừng đó thôi. Mà những cái muốn của bạn thì nó quá nhiều. Cho nên là năng lượng của bạn không phục vụ nổi hết những cái muốn của bạn. Và bạn thực hiện những cái muốn của mình một cách không có hoàn hảo, thiếu phẩm chất. Thì có nên chăng là chúng ta loại bớt một vài cái mong muốn đó, một vài cái kế hoạch, một vài cái dự án mà nó chưa phù hợp, để chúng ta tập trung vào những thứ cần thiết nhất. Dĩ nhiên câu hỏi vẫn đặt ra là làm sao chúng ta có thể biết được cái thứ nào là cần thiết và thứ nào không cần thiết. Dạ, cảm ơn chia sẻ của sư. Hồi nãy trong phần đầu chia sẻ của sư thì sư có nói cái phần dọn nhà. Và khi sư nói cái phần dọn nhà thì con lại nhớ đến là có một anh bạn, ảnh cũng thường xuyên dọn nhà sư, dọn nhà sư. Nghĩa là lâu lâu ảnh phải dọn ngôi nhà mới, từ nhà cũ sang nhà mới, rồi từ nhà mới sang nhà mới nữa. Thì đầu tiên là lần đầu tiên dọn nhà sư là anh bạn là chỉ dọn nhà bằng xe ba gác thôi, nghĩa là chỉ cần thuê chiếc xe ba gác là đủ. Nhưng mà lần thứ hai dọn nhà thì lại bắt đầu thuê xe tải, quý vị ạ, bắt đầu thuê xe tải. Và lần thứ ba dọn nhà thì thuê hai xe tải. Có nghĩa là cứ mỗi lần mà anh ấy dọn nhà thì cái việc mà đồ đạc trong nhà lại gì ạ, lại tăng lên. Nhưng mà trong quá trình mà tham gia dọn nhà cùng anh ấy thì con phát hiện ra là có những cái vật dụng mà từ căn nhà này, và con cảm nhận là con thấy được là khi mà con phụ dọn nhà thì con thấy là có những cái vật mà từ ngôi nhà cũ sang ngôi nhà mới hầu như vẫn bao bọc lại, quý vị, mà vẫn không sử dụng, mà anh ấy cũng không bỏ đi, anh ấy vẫn không bỏ đi. Và khi con hỏi là tại sao anh lại giữ lại những cái đồ này mặc dù thấy anh vẫn còn bao lại, thì anh ấy chia sẻ là đó là những cái kỷ vật, đó là những cái vật kỷ niệm mà đôi khi là để lại dù không có sử dụng nhưng mà vẫn thấy là yên tâm và cảm thấy là khi hạnh phúc khi nhìn những kỷ vật và kỷ niệm đó. Và anh ấy nói là đó là những cái thành quả, những cái dấu mốc cũng như là những cái khoảnh khắc mà anh ấy đạt được trong cuộc đời, từ thời thanh niên lập gia đình có nhà, thì đó là cái điều mà cần phải giữ lại. Và con nhớ lại một cái điều nữa trong quyển sách Hiểu Về Trái Tim của sư á, đó là có một cái phần được gọi là biết đủ. Nhưng mà hồi nãy sư nói là cần phải cân bằng, cần phải loại bỏ. Vậy thì theo sư làm sao để biết đủ sư? Nhiều lúc biết mà không làm được. Nói tới cái việc dọn nhà thì giá như cái nhà của bạn rộng, có nhiều phòng, có nhiều kho thì bạn muốn chứa nhiều bạn chứa, miễn sao bạn thấy không gian nó dễ thở, thoải mái, đem tới cảm giác dễ chịu mỗi khi bạn có mặt với nó là được. Nhưng mà cái vấn đề là nhà bạn không đủ lớn. Nhiều khi bạn tưởng nó lớn nhưng mà nó không đủ lớn. Bạn tưởng nó có thể chứa đựng được hết những cái thứ lùm xùm đó nhưng mà kỳ thực là không phải. Và mỗi lần đi vào đi ra căn nhà của bạn nó ngột ngạt vô cùng. Thậm chí đến nỗi là không có chỗ đi, toàn là đồ on sale không. Hễ rẻ là cứ đem về giảm 50% mà chẳng bao giờ xài cả. Tôi nói cái này là nó có liên hệ tới đời sống của chúng ta đó. Cái thói quen mà mình thấy tưởng là cần mà kỳ thực là không cần. Và nó đầy lỉnh kỉnh để đầy trong nhà vậy đó. Có những chiếc áo mình mua mấy tháng trời mà chưa bao giờ được mặc cả. Thậm chí là mình không nhớ mua ở đâu, hồi nào, tại sao nó có mặt ở đây. Thậm chí là mình còn không nhớ là mình có chiếc áo đó nữa. Tôi nhớ có lần là khi mà chúng tôi đi hiking á, ở đây mình gọi là đi phượt, nhưng mà chúng tôi đi hiking đường dài lắm, nhiều khi đi mấy tháng trời, đi ròng rã suốt vậy, thì cái trọng lượng một cái ba lô, một gọi là backpack á, của một người thì nó phải chỉ bằng 1/3 trọng lượng cơ thể thôi. Thí dụ như là mình 60 kg thì không có mang quá 20 kg. Nhưng mà trên thực tế thì những người mà mới bắt đầu tập đi hiking á thì thường mang hơn 20 kg.
Thì bản thân tôi thì cũng phải là học cách mà chất đồ vào ba lô và cân ký ít nhất là cũng trên 100 lần mới nằm dưới 20 kg, chứ còn không thôi thì bao giờ nó cũng trên 20 kg hết. Tức là phải suy nghĩ là cái món này có cần không, món kia có cần không, suy nghĩ mãi. Nhưng mà vì mình không có kinh nghiệm cho nên là mình cứ mang và mang không nổi, cho nên là mình bắt đầu là bỏ bớt. Thì có một cái câu chuyện khá vui là có cái một cái cô này gọi là người Đức, cũng buồn tình gì đó, cho nên là quyết định đi bụi thời gian, mang ba lô lên cái trail mà tôi đi là PCT, tức là Pacific Crest Trail, dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Thì trước khi tôi gặp cô thì tôi gặp một nhóm khác, 4 người bạn cùng đi cái chuyến đi nữa. Và 4 người này đi rất là chuyên nghiệp, tôi đi theo cũng muốn hụt hơi. Và chúng tôi đã gia nhập chung với nhau là được 5 ngày. Thì tới cái địa điểm đó thì lại gặp cái cô người Đức này, có đi có một mình thôi. Thì chúng ta thấy cô đi rất là nặng nhọc, là nhìn cái ba lô là biết nó có vấn đề, là nó quá nhiều đồ trong đó. Và thấy cô mang rất là nặng nhọc. Thì chúng ta có khuyên cô là cô có ý thức được là cái trọng lượng của ba lô một người mang nó phải chỉ là 1/3 trọng lượng cơ thể hay không, còn nó cũng không khe chuyện đó. Nhưng cổ còn mang được là cổ sẽ mang. Và cổ bắt đầu lý luận là cái nhu cầu của đàn ông khác nhu cầu của phụ nữ. Cho nên là những cái thứ cổ mang là cổ đã suy nghĩ rất là kỹ rồi, nó rất là cần thiết. Thì thôi chúng tôi cũng tôn trọng cái quyền của cổ. Nhưng mà tới khi leo lên cái con dốc á, thì chúng tôi leo cũng khá khó khăn và cũng đã lên được hết. Cuối cùng còn mình cổ sót lại. Chúng tôi ra dấu hiệu để giúp đỡ, nhưng mà cổ không chịu, có nên là chính cổ phải leo lên con dốc đó. Nhưng mà chúng tôi thì cũng không nỡ bỏ đi, cứ phải là ngồi chờ, mà ngồi 3 tiếng đồng hồ mà vẫn cổ vẫn chưa lên được con dốc đó. Thì cái tính cô này cũng cứng đầu nữa, mình đề nghị là thôi bỏ bớt đồ đạc đi. Thì cổ cự, cổ nói là đồ đạc cổ là toàn là đồ tốt không, sao mà bỏ được. Và cổ thấy cái gì cũng cần thiết hết. Cuối cùng cổ tự ái cổ nói thôi, các bạn cứ đi trước đi, tôi sẽ từ từ đi sau. Và chúng tôi nghĩ là chúng tôi không có thể bỏ cổ được. Thì chúng tôi quyết định là phải tìm cách giúp cổ. Thế là chúng tôi dùng cách là điệu hổ ly sơn. Tức là một người dụ cổ đi 2 nắm. Chúng tôi còn lại là lấy đồ đạc cổ bỏ bớt. Và trong đó các bạn biết là có mang rất nhiều thức ăn khô, rồi đồ y tế, rồi kể cả lotion chống nắng, rồi kem dưỡng da gì đủ kiểu hết, là thuốc thang rồi quá trời trong đó. Và chúng tôi thì vì đi cũng khá lâu cho nên mình có thể dùng cái tay mình cân được cái trọng lượng cái ba lô là cả bao nhiêu, là vừa sức cổ. Và chúng tôi cũng gói kỹ trong một cái bao và cất vào một cái gốc cây và dán lên hàng chữ là ai cần cứ sử dụng. Tại vì chúng tôi đã từng làm như vậy rồi. Tôi biết là cứ điên đoạn là treo một thứ lên cành cây, ai cần cứ sử dụng. Mình biết cái kinh nghiệm đó rồi mà mình phải chấp nhận. Tại vì muốn cuộc hành trình mình vẫn cứ tiếp tục diễn ra đó, đi một cách trôi chảy. Nhất là đôi chân mình rất là quan trọng. Nếu mà cái trọng lượng của ba lô nó nặng quá đó, có thể cái chân mình nó sẽ bị tổn thương, và đôi vai mình cũng sẽ tổn thương, và mình cũng chẳng đi được bao lâu cả. Thì bây giờ mình phải chọn, một là tiếp tục cuộc hành trình đi về phía trước, hay là vẫn cứ tiếp tục giữ những thứ mà mình cho là cần thiết quan trọng mà cuộc hành trình nó bị giảm lại, thậm chí là không đi được. Thì tới khi cổ quay lại đó thì cổ nổi điên lên, cổ đấm đá tụi túi bụi luôn. Bắt đầu cổ chỉ thề, rồi bắt đầu cổ dọa, cổ nói nếu mà không đưa đồ cổ ra cổ sẽ lao đầu xuống vực thẳm. Và chúng tôi biết là cổ chỉ nổi cơn thôi, cho nên là chúng tôi cứ im lặng. Thì sau đó chúng tôi cũng nấu đồ ăn rồi mời cổ ăn, rồi bắt đầu ngồi chia sẻ một hồi đó. Thì cổ thấy chúng tôi thật sự là muốn giúp cổ, cho nên là cuối cùng cổ đành lòng rời bỏ những thứ cổ ưa thích. Nhưng mà trước khi leo lên con dốc, cô vẫn hỏi là các anh để đồ ở đâu. Hỏi chi vậy? Thì cô nói là cô sẽ báo tin về cho các bạn cô biết, là nếu mà ai đi tới chỗ đó nhớ lấy để người khác lấy uổng. Và kết quả là leo lên con dốc một cách rất là dễ dàng. Sau này thì chúng tôi là những người bạn rất là thân và vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Và cứ nhắc lại câu chuyện đó là cứ rất là vui. Thì đôi khi mình không tự làm cái quyết định đó được các bạn. Nó có nỗi sợ hãi bên trong á. Do là mình không có kinh nghiệm.
không có kinh nghiệm. Tôi có làm một bài thơ, trong đó có câu là, câu đầu tiên là: có lúc ta thấy em là con nai hiền, bâng khuâng nhìn rừng thu trụi lá, một tiếng chạm khẽ cũng giật mình vì chưa từng đi hết đoạn rừng sâu. Có lúc mình là một con hổ, nhưng có lúc mình là một con nai. Đứng trước một cái quyết định lớn, mình ngơ ngác. Đứng trước một cái chân trời mới, mình hoảng loạn. Đi vào một cuộc hôn nhân, mình thiếu tự tin. Cho nên là chỉ cần một tiếng chạm khẽ ở trong rừng đó, mình cũng giật mình. Tại vì mình tưởng đó là thú dữ, nhưng kỳ thực đó là nỗi sợ mình, nỗi sợ trong lòng mình thôi. Tại vì mình chưa từng đi hết cái đoạn rừng sâu đó, cho nên là mình chỉ tưởng tượng ra thôi. Mình biết là cuộc hành trình của mình rất là nặng nhọc, đang không đi tới phía trước được, và có những thứ là cần phải bỏ bớt. Nhiều khi đó là một cái liên hệ tình cảm, không hẳn là bạn phải chấm dứt liên hệ tình cảm đó, nhưng mà tại vì cái liên hệ tình cảm này nó đè nặng bạn quá, nó làm bạn mất hết nhựa sống, mất hết lý tưởng sống, nó không còn là chính bạn nữa, thì bạn phải xin tạm ngưng một thời gian. Mặc dầu là có thể vẫn cứ tiếp tục sống chung, làm việc chung, nhưng mà cái mật độ tiếp xúc giảm lại. Tạm thời tưởng tượng là hai người bạn thôi, đóng vai hai người bạn để vượt qua được cái chuông này. Tại vì khi là hai người bạn với nhau thì không có quyền đòi hỏi yêu sách hay là lên án buộc tội lẫn nhau. Thí dụ vậy. Đó cũng là một cách gọi là xả ly hay là tạm thời tách lìa ra. Để làm gì? Để bảo tồn năng lượng cho hai bên. Thì có những lúc chúng ta không biết là mình nên làm như vậy, nhưng mà không được can đảm. Tại vì chúng ta sợ hãi, hoặc là chúng ta thiếu bản lĩnh. Tôi nghĩ có hai cái tố chất cần thiết để bạn bước đi vững chãi trong cuộc đời này. Một là phải khôn ngoan, thông minh, biết nên làm gì và không nên làm gì. Tức là biết rất là rõ, mà nếu được thì có trí tuệ thì tuyệt quá. Thứ hai đó là gì? Bản lĩnh. Dù bạn đã biết rồi nhưng mà bạn không có bản lĩnh thì bạn cũng không thể thực hiện được. Có những điều biết nên làm mà tới giờ này vẫn chưa chịu làm. Thí dụ như là học thiền chẳng hạn, ngồi thiền chẳng hạn. Nói thiền chi xa xôi, tập thể dục kìa, mà hẹn lần hẹn lửa mãi. Rồi có biết những việc không nên làm mà vẫn cứ làm, là gì? Là online, là Facebook, là sử dụng điện thoại quá mức. Mình biết là cần nên giảm mà vẫn không rút ra được. Thì chúng ta phải cần một yếu tố nào nữa không? Nếu mà chỉ dựa vào sức mình mà không đủ. Thí dụ như trong trường hợp của cái cô người Đức, là nhờ sự hỗ trợ của những người bạn tử tế, hết lòng muốn nâng đỡ. Còn nếu trong cuộc sống chúng ta không có được những người bạn như vậy, không có những người tử tế như vậy, thì làm sao chúng ta có thể làm được cái quyết định là buông bỏ, dù là tạm thời hay là dài hạn? Cảm ơn là chia sẻ của sư. Thông qua câu chuyện và cũng như là chia sẻ của sư thì con nhận ra là, và quý vị chắc chắn cũng nhận ra đó là, hành trình buông bỏ không hề đơn giản, đúng không ạ? Buông bỏ phải vượt qua được chính mình, rồi thậm chí phải có được sự hỗ trợ của người khác nữa. Mà không những vậy còn phải khôn ngoan, còn phải bản lĩnh nữa, rất là nhiều yếu tố. Và nói đến đây thì con có một cái điều mà con băn khoăn sư, và chắc quý vị ở đây cũng thế. Đó là khi mà nói là buông thì quý vị thường hay nói theo cụm từ đó là buông phải bỏ. Nhưng mà ở đây con tạm thời phân việc buông thành hai dạng. Một là buông bớt sư, đó là buông từng tập. Còn buông bỏ là buông toàn tập. Dạ. Và vậy thì hồi nãy sư có nói một cái tiêu chí mà để một người buông tốt, đó là phải khôn ngoan. Vậy thì sư có thể chia sẻ với tất cả các quý vị ở đây là làm sao để mình phân biệt được cái thời điểm đâu là mình cần phải buông bớt và đâu là thời điểm mình phải buông bỏ. Tại vì đôi khi chắc thời điểm là buông bỏ có khi là nguy hiểm hơn nữa, hoặc là buông bớt thì đôi khi không đủ tác dụng, buông bớt xong lại quay lại nữa. Vậy thì làm sao để nhận ra được thời điểm đó? Có câu chuyện này nó hơi dài một chút, nhưng mà hy vọng nó có tác dụng đối với các bạn. Đó là con thầy giáo này, ổng có một cái khả năng dạy học trò rất là hay. Không có nói lý thuyết nhiều mà chỉ vào những cái câu chuyện thực tế để cho học trò tỉnh ngộ, hiểu ra vấn đề. Thì người thầy thường hay dắt học trò đi du phương để trải nghiệm thực tế. Thì có lần đó hai thầy trò tới một cái nơi là do trời tối cho nên là sắp đi vào thị trấn nhưng mà không vào kịp.
và tá túc một cái căn nhà ở bên bìa rừng. Thì căn nhà này ọp ẹp, nhìn có vẻ như là nó muốn sập tới nơi. Nhưng mà rất là kinh ngạc khi mà đi vào trong đó thì có tới 8 người ở trong đó, gồm có ba mẹ, bốn đứa con và ông bà nữa. Nhưng mà gia đình họ cũng tử tế lắm. Họ thấy hai thầy trò này lỡ đường như vậy, cho nên là họ cũng nhường một góc nhỏ cho hai thầy trò. Và điều ngạc nhiên nữa là nhìn trong căn nhà thì chẳng có cái thứ gì đáng giá. Còn những người trong gia đình thì họ ốm o, gầy còm, tiều tụy lắm. Và quan sát suốt cái buổi chiều rồi buổi tối hôm đó thì thấy những người trong gia đình họ chẳng làm gì cả, chẳng bao giờ bàn tới công việc hết. Mà có một điều đặc biệt là họ bàn tới một thứ, đó là một con bò. Họ chỉ quan tâm một thứ duy nhất, đó là con bò. Thỉnh thoảng có người hỏi bò đâu rồi, coi cắt bỏ cho bò chưa, coi đun khói cho bò không, bò có khát nước không, bây giờ con bò ra làm sao rồi, coi ra coi bò chưa. Tức là xoay quanh mọi vấn đề con bò. Rồi hai thầy trò này quan sát thì nhìn thấy là có vẻ như là con bò là nguồn sống duy nhất của họ. Và họ dùng cái sữa bò để sống chứ không có làm công việc gì khác. Tức là 8 người rút sữa của con bò để sống thôi. Nhưng mà họ cảm thấy an tâm, họ cảm thấy tự hào nữa là khác. Là tại vì cả cái làng nghèo đó không ai có được con bò quý giá như là của họ. Và mỗi lần mà nhìn vào cái căn nhà ọp ẹp của mình á, thì buồn chán thì họ lại nhớ tới con bò như là một điểm tựa tinh thần để an ủi rằng là mình cũng chẳng phải là bi đát lắm. Thế rồi buổi sáng sớm hai thầy trò mới ra đi. Nhưng mà vì đi sớm quá cho nên là không muốn đánh thức gia đình vậy, gia đình thức dậy. Và họ đi trong thầm lặng, nhưng mà người thầy mới dắt người học trò đi về cái hướng con bò. Thì người học trò chưa kịp định thần để hiểu là thầy mình muốn cái gì đây, thì bất ngờ ông thầy ông rút ra con dao và ông cắt cổ con bò. Một nhát là con bò chết tươi liền. Thì người học trò mới sáng sốt giật mình, hét lên: trời ơi, thầy làm cái gì đây? Thầy có biết là thầy đang giết một con bò không? Trời ơi, thầy có biết là nếu thầy giết con bò thì gia đình này sẽ như thế nào không? Và đây là một bài học gì mà kinh khủng như vậy? Thì người thầy vẫn lặng lặng bỏ đi. Và người học trò bất nhẫn phải đi theo người thầy, nhưng mà trong lòng rất là hoảng loạn, không hiểu ý thầy của mình là như thế nào. Một năm sau thì người thầy mới quyết định đưa người học trò trở lại nơi đó. Thì cảnh vật thì vẫn y nguyên như xưa, nhưng chỉ có một điều là căn nhà ọp ẹp năm xưa không còn nữa. Thì thay vào đó là một căn nhà rất là khang trang, xinh xắn, đẹp đẽ và rất là vững vàng. Thì người học trò rất là lo, nghĩ rằng là cái chết của con bò nó có thể đẩy gia đình kia đi vào bước đường cùng rồi. Cho nên họ có thể đã dọn đi tha phương cầu thực nơi nào đó, và một cái người may mắn nào đó đã mua được cái miếng đất này để cất căn nhà rất là đẹp. Nhưng mà khi gõ cửa thì té ngửa người chủ nhà là người năm xưa, ăn mặc rất là đẹp đẽ, gọn gàng, và gương mặt của họ rất là tươi tỉnh và pha lẫn cái niềm hạnh phúc trên nụ cười của họ. Thì khi hỏi ra thì người chủ nhà mới nói là hồi đầu thì chúng tôi khổ sở thật, không biết cái kẻ gian ác nào đó nó đã giết chết con bò của chúng tôi. Chúng tôi khổ sở một thời gian, chúng tôi quằn quại, chúng tôi nghĩ chắc là sẽ chết, nhưng mà chúng tôi không thể chết được, chúng tôi phải sống. Chúng tôi còn nhiều điều phải làm, chúng tôi còn con dại, cho nên không thể chết được. Và cái bước đường cùng đó đẩy chúng tôi buộc phải nhìn sang một hướng khác, đó là phía sau nhà còn rất là nhiều đất, đất rất là tốt, rất là màu mỡ, mà chưa bao giờ chúng tôi nghĩ rằng là mình phải trồng trọt cả. Nhưng vì đói quá cho nên chúng tôi buộc phải đào củ rồi ăn sống lây lất, rồi bắt đầu đi xin hạt giống ở trong làng về để gieo trồng mùa này qua mùa khác. Không ngờ là thu hoạch lớn. Hồi đầu thì chúng tôi chỉ mua sắm những cái vật dụng trong nhà, mua thực phẩm. Rồi sau đó chúng tôi sửa lại được căn nhà này. Bây giờ quý vị thấy đó, căn nhà khang trang này đều là thành quả của công sức lao động của cả gia đình chúng tôi trong một năm vừa qua. Thì trên đường về đó, thì người học trò suy nghĩ rất là nhiều, rất là căng thẳng. Thì người thầy biết là đã tới lúc khai thị người học trò được rồi.
Cho nên người thầy mới nói với người học trò rằng là con có nghĩ là gia đình này họ gặt hái được những kết quả như bây giờ nếu con bò còn sống không? Người học trò nói dạ thưa dĩ nhiên là không ạ. Thì người thầy mới nói rằng là khi mà người ta có một cái công việc mà người ta không có ưa thích, rất là chán, công việc đó không đem lại nhiều lợi nhuận, không phải là công việc mà họ đam mê, không tạo ra những sản phẩm mang giúp ích gì cho cộng đồng, cho xã hội như là sự mong đợi của họ, làm việc với một ekip của những người không dễ thương, không tử tế, thì việc bỏ nó là một quyết định dễ dàng. Nhưng cũng một công việc không mang lại hiệu quả cao, bạn không đam mê, có một ekip làm việc không hài lòng, nhưng nó mang lại cho bạn một ít tiền đủ để trang trải đời sống, đủ để trả nợ, đủ có thể lay lất qua ngày. Và quyết định để bỏ một công việc tương đối ổn như vậy là một quyết định cực kỳ khó khăn. Đó là chưa nói công việc đó nhiều khi mang lại cho bạn một danh dự. À, bạn làm được một việc tài tình, một việc giỏi, bạn đã chinh phục được cái gì đó. Cho nên mặc dầu là nhìn bạn tiều tụy như vậy, sơ sát như vậy, không có hạnh phúc như vậy, nhưng bạn không muốn thoát ra khỏi nó. Tại vì sao? Tại vì bạn vẫn chưa đi vào bước đường cùng. Vì vậy cho nên có những thứ nó không có mấy giá trị mà bạn vẫn cố giữ nó, để rồi bạn giới hạn cuộc đời bạn lại. Nhiều khi đó là một suy nghĩ. Bạn quan niệm về hạnh phúc chỉ là như vậy. Mặc dù có nhiều người quan niệm hạnh phúc khác, sâu hơn, hay hơn, nhưng bạn không muốn tiếp nhận, bạn không muốn mở tầm nhìn, bạn chấp nhận tôi là vậy, cái thấy tôi là vậy, cuộc đời tôi là vậy. Mà bạn biết rất rõ cuộc đời của bạn là lang nhang, là tầm thường, không có gì đặc biệt hết. Thì chính những cái suy nghĩ đó nó đã giới hạn cuộc đời của bạn lại. Thì may mắn cho gia đình này đã có một vị thầy xuất hiện, giết con bò. Thì họ mới tỉnh ngộ được và buộc họ phải nhìn qua một hướng khác để tiếp tục đào xới những giá trị mà mình có mà mình không biết. Thì hỏi quý vị, có bò không? Có cần ai tới giết bò không? Liên lạc với sư Minh Niệm. Bạn không dám thả bò, hoặc là bạn không biết là bạn bị giới hạn bởi những con bò đó. Đáng lẽ ra bạn hay hơn rất nhiều, đáng lẽ ra bạn tốt hơn rất nhiều, đáng lẽ ra bạn tuyệt vời hơn rất nhiều, nhưng bạn nghĩ bạn chỉ là như vậy thôi, đủ. Và bạn biết rằng bạn không thực sự đủ. Bạn có những trăn trở, bạn có những khắc khoải, bạn có những lúc bất an, nhưng bạn cố nghĩ là bạn đủ rồi, bạn được rồi, bạn hài lòng rồi. Và bạn đã không đủ can đảm để thay đổi cuộc sống của mình. Phải đợi một nghịch cảnh ập tới, một biến cố xảy ra, phải nhờ những điều kiện như vậy đó, thì bạn mới đủ can đảm thả những con bò đi hay là giết con bò của mình. Câu hỏi vẫn còn là nếu trong đời chúng ta không may mắn có những vị thầy như ông thầy Bất Nhân kia, ông dám tới giết con bò của mình, thì mình phải làm sao đây? Như là câu hỏi của anh Nhất Tâm. Đó là trong quá trình tu luyện của tôi mới phát hiện ra rằng là trong mỗi chúng ta ai cũng có một vị thầy gọi là inner teacher. Ngày xưa khi mà tôi bắt đầu học thiền, tôi có cần những vị thầy giỏi, có trải nghiệm thành công. Rồi tôi đã đi tìm những vị thầy lớn nữa. May mắn cuộc đời tôi là đã tiếp xúc những bậc thầy giỏi, lỗi lạc. Họ chỉ điểm cho mình, họ chỉ những kinh nghiệm của họ để mình đi tắt hơn, đỡ phải xa hầm sập hố hay là lạc đường. Nhưng mà để đi tới cùng con đường của mình thì mình phải đi trên cái đôi chân của mình, phải trải nghiệm thực tế, và cứ phải chịu bầm dập đi, phải chịu lăn lóc đi, phải khổ luyện đi, thì thế nào bạn cũng sẽ tìm được cái inner master, inner teacher ở bên trong. Nghĩa là bạn sẽ có trí khôn, bạn sẽ có tuệ giác, bạn sẽ tìm thấy được cái lời khuyên trung thực nhất, chính xác nhất. Tại vì không ai hiểu bạn bằng chính bạn cả. Một nhà tư vấn tâm lý, một bậc thầy tâm linh, một vị thiền sư, một bậc đắc đạo, họ cũng chỉ một cách chung chung, một cách tổng quát, hoặc là họ chỉ cho bạn được một giai đoạn thôi. Mà thậm chí họ có thể chỉ cho bạn chính xác tại thời điểm này, mà khi bạn đứng lên đó,
đi qua một cái khoảng thời gian khác, bạn đã là con người khác rồi. Thí dụ ở đây nhìn vào bạn thì cho một lời khuyên khác, nhưng mà về nhà bạn đã thay đổi rồi, thì lời khuyên đó nó không còn mấy tác dụng nữa. Vì thì cái người mà có thể đưa ra lời khuyên chính xác nhất á, chính là vị thầy của bạn, inner teacher. Mà muốn mời được vị thầy đó đó, thì đối với tôi là chỉ có tu luyện thôi, chỉ có thiền tập, chỉ có cho mình nhiều thời gian để mà quay vào bên trong, để mà tìm hiểu chính mình, để mà thư giãn đủ, bình an đủ, thảnh thơi đủ, cân bằng đủ, thì tự động cái trí tuệ nó sẽ bước ra. Lúc đó bạn sẽ biết là bạn nên làm gì và không nên làm gì. Thí dụ có một thiền sinh tới tư vấn với tôi là họ đã làm cái quyết định ly dị. Tại vì họ nghĩ rằng họ không còn thương người bạn đời của mình được nữa. Trái tim đã nguội lạnh hết rồi. Và tới khi mà bạn đó tuyên bố ly dị đó, thì đối phương bắt đầu hoảng hốt. Đối phương ra vẻ thành tâm trở lại, yêu thương trở lại. Nhưng mà người này vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một sự nỗ lực trong một giai đoạn thôi. Tức là có thể là nàng sợ hãi, nàng chưa chuẩn bị sẵn cái cuộc đổ vỡ, cái cuộc ly dị này, hoặc là nàng không bao giờ tin rằng chuyện này sẽ xảy ra. Thì đây chỉ là một sự bám víu thôi. Thì chàng không tin rằng là nàng còn yêu thương mình thật. Cho nên trái tim nó không đủ sức để nó được lay động và sống trở lại. Thì chàng vẫn khư khư quyết định là phải đi vậy. Thì tôi nói rằng là thôi được, anh cứ giữ quyết định này. Tuy nhiên là anh phải nghe lời tôi là anh phải đi tịnh dưỡng tâm hồn ít nhất là 3 tuần lễ. Bạn này giải nãy lên nói rằng là không được, bạn rất là bận rộn, thế này thế khác, không cách nào mà có 3 tuần lễ để đi tịnh dưỡng như vậy được. Tôi nói rằng nếu anh có niềm tin nơi tôi đó, thì tôi nghĩ anh nên làm cái quyết định đó. Tại vì cái quyết định này nó có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của anh. Anh đừng tưởng rằng anh ly dị được người đó là anh khỏe, anh thoải mái. Tại vì cái vết thương trong lòng anh nó vẫn còn. Trong cuộc chiến này anh vẫn là kẻ thất bại, dù là cả hai đều thất bại. Anh có biết cái chuyện hậu hôn nhân không? Sau hôn nhân, dù là anh là kẻ chủ động chấm dứt cuộc hôn nhân này, thì anh vẫn mang một vết thương lòng rất lớn, mất niềm tin vào bản thân. Cái đó là mảnh đất màu mỡ cho trầm cảm ra đời. Cho nên anh dù đã khư khư giữ quyết định phải chia tay với người đó, thì anh phải chuẩn bị sẵn những kỹ thuật, những kỹ năng, những năng lượng đặc biệt để đối phó với tâm hồn mình sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này. Đó là chưa nói là anh còn phải gánh vác công việc, rồi còn phải có trách nhiệm nuôi con, rồi ứng biến đủ thứ hết. Và ít nhất trong 1 tháng tịnh dưỡng tâm hồn đó, anh quân bình trở lại. Tức là trong 1 tháng đó, tôi sẽ sắp xếp cho anh làm sao để ở một cái nơi nào mà anh được thực tập làm sao chỉ sống trong giây phút hiện tại mà không nhớ chuyện quá khứ, không nhớ tới người ấy. Hay mỗi lần nhớ tới những câu nói đau lòng, những hành động không dễ thương với người ấy, thì anh được người ta khác nhắc nhở anh quay trở về với cái phương pháp thực tập, tức là hành thiền. Thì tôi tin rằng sau 3 tuần lễ hay là 1 tháng, dù anh chưa có thể dọn dẹp hết những cái rác rến trong lòng, dù anh chưa có thể lấy lại sự cân bằng một cách tuyệt đối, thì anh đã có những cái sự định tĩnh nhất định, anh có sự những cân bằng nhất định, và ít nhất là anh đủ bình tâm sáng suốt để làm một quyết định lần nữa. Và biết đâu tới khi trái tim anh đã hồi phục trở lại, anh nhìn về câu chuyện hôn nhân anh bằng con mắt khác, anh có thể sẽ cho người kia một cơ hội. Để người đó thay đổi thì sao? Cho nên cái gì nó cũng có thể xảy ra được. Anh phải tin vào cái sức mạnh ở bên trong của mình. Thì cái việc mà mình có thể tạm thời gác lại những cái việc mà mình chưa giải quyết được là cần thiết. Không phải lúc nào mình cũng đâm đầu giải quyết cho bằng được. Nếu đã giải quyết rồi, đã cố gắng nhiều lần rồi mà không thành công, thì đừng có tiếp tục nữa. Tại vì mình phải nhìn vào cái năng lực của mình tại thời điểm này nó còn đầy hay không. Nếu nó không đầy thì cái giải quyết này nó có thể rất là tệ hại, sau này mình sẽ hối tiếc. Cho nên mình phải đưa cái năng lực mình lên cái thế hoàn hảo nhất nếu có thể, hoặc là ít nhất là cân bằng, để rồi khi mình làm quyết định đó sau này mình sẽ không hối tiếc. Thì cái chuyện mình rời cái mối quan hệ đó một thời gian, mình rời cái công việc mình một thời gian, đủ để mình tĩnh tâm, để mình sáng suốt đưa ra quyết định, đó là một sự cần thiết.
thì chỉ có lúc đó bạn mới tìm được cái inner teacher của mình, hoặc ít nhất là cái thấy mà bạn hài lòng nhất, dù đó là một quyết định như thế nào đi chăng nữa. Vậy thì quý vị có thể thấy rằng là ngoài cái việc mà có minh sư hướng dẫn, ngoài cái việc mà tự mình phải khám phá chính mình, thậm chí mình cần phải có thêm cái bối cảnh phù hợp, tạo ra những cái không gian để mình có thể quay về chính mình. Thì ở đây sư nói là dành thời gian cho chính mình. Thì con cũng có một cái câu chuyện mà của con, chính của con luôn. Đó là con với bà xã con đang ngồi bên dưới đây, có làm một cái chuyến gọi là đi xuyên Việt, mà đi bằng xe máy. Và khi mà đi xuyên Việt như vậy thì tụi con đã quyết định phải bỏ hết tất cả mọi thứ để đi xuyên Việt. Và cái hành trình xuyên Việt tụi con là trong hơn một tháng. Và nhưng mà con cảm thấy rằng là khi mà con thực hiện cái quá trình mà buông đó, thì đã quyết định buông đi rồi, và trong khi là tài sản hai vợ chồng không có nhiều thứ để mang theo, nhưng mà vẫn quyết định làm. Và lúc đó là bà xã lại không lái xe được, và chỉ có mình con là người mà lái xe độc hành trên suốt con đường chặng đường đó. Nhưng mà con thấy là khi con buông để con đi, thì con lại phát hiện rằng là khi đi đến mỗi tỉnh thì vợ chồng con tiếp tục là dừng lại để ngắm cảnh, thưởng ngoạn những cái nơi núi non hùng vĩ hoặc là những bãi biển đẹp. Và tụi con cứ đến tỉnh nào đẹp là tụi con dừng lại. Và đặc biệt là có những kế hoạch tụi con đưa ra là đến Nha Trang chỉ dừng lại một ngày thôi. Nhưng mà cuối cùng đến Nha Trang là tụi con sau một ngày đó, tụi con lại quyết định là buông rồi, nhưng mà vẫn nắm là thấy Nha Trang đẹp quá nên quyết định ở lại thêm ngày nữa. Rồi xong ở ngày đó xong, rồi thấy vẫn luyến tiếc Nha Trang, vẫn chưa muốn đi. Và tiếp tục ở lại đến ngày thứ ba thì mới rời khỏi Nha Trang. Vậy thì ở đây con muốn mô phỏng câu chuyện của con để nói rằng là đôi khi có những lúc chúng ta đã buông rồi, nhưng mà chính trong cái buông đó lại tiếp tục nảy sinh một số cái nắm. Mà đôi khi cái nắm đó nó rất là tinh tế, nó lại tiếp tục nó đan xen vào cái buông. Vậy thì cái hành trình nó buông nắm rồi biết chừng nào mới xong sư? Mà xong để làm gì? Nếu mà buông hay thì buông, mà nếu nắm hay thì nắm, chứ tại sao phải có cái kết thúc chứ? Nhưng mà tôi cũng biết là tại sao anh chị quyết định làm chuyến đi đó, để làm gì thì không biết ha. Nhưng mà tôi thì rất là hoàn toàn đồng ý những cái chuyến đi như vậy. Trong cái buổi nói chuyện lần trước tôi cũng có kể về cái việc mà tôi hay tư vấn cho các cặp hôn nhân ở Mỹ đó. Nếu các bạn đã muốn ly dị rồi thì phải làm cho tôi một việc cuối cùng, đó là rủ nhau làm một cái chuyến mình bên đây gọi là đi phượt, tức là trở về với thiên nhiên chẳng hạn. Ở Mỹ thì nó có hay có những cái chiếc trailer, những chiếc xe có cái remote làm sao, trong đó có rất nhiều tiện nghi như là một cái căn nhà, một căn phòng, và vợ chồng con cái có thể bỏ lên đó và chạy xuyên bang, có thể dừng lại bất cứ ở cánh rừng, ở bãi biển, ở vách núi hay là một cái miền quê ngã nào đó, để với nhiều mục đích. Trước khi tiếp nối cái ý này thì tôi lại kể một cái câu chuyện khác. Là tôi có biết một cái câu chuyện là có một cặp vợ chồng đó đã đi đến cái bờ vực thẳm trong liên hệ hôn nhân, và người chồng đã nói với người vợ rằng là thôi chúng ta phải chia tay để giải thoát cho nhau. Thì người vợ phải cố gắng lắm mới giữ được sự bình tĩnh để mà không có gầm rú, hay là không có hoảng loạn, hay là không có hờn trách. Và sau vài phút định tĩnh thì nàng mới nói rằng là anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Thì người chồng trả lời là đã suy nghĩ kỹ rồi, suy nghĩ rất lâu rồi chứ không phải là mới đây. Thì người vợ mới nói là em xin anh một yêu cầu được không? Em chấp nhận cái quyết định này, nhưng mà em xin một yêu cầu. Thì người chồng vui quá, người chồng nói mấy yêu cầu cũng được, miễn là chia tay là được. Thì người vợ nói là cho em một tháng thôi để em chuẩn bị. Và yêu cầu của em là mỗi sáng khi đi làm đó, anh hãy làm hành động như là khi chúng ta mới cưới nhau, đó là bồng em từ ở trong giường đi ra tới chiếc xe đậu trước nhà, chỉ vậy thôi. Và không cần làm gì cả, chỉ bế em từ ở trong cái phòng của em đi ra tới chiếc xe là được. Người chồng nói ủa chỉ vậy thôi hả? Nó vậy thôi, không có làm gì khác hả? Dạ không, chỉ làm vậy thôi. Người chồng nói ok, dễ quá. Thì bắt đầu bài thực tập xảy ra. Những ngày đầu tiên thì chàng bế nàng trong cái sự nặng trĩu, mệt mỏi, căng thẳng và miễn cưỡng. Nhưng mà những ngày sau
Thì đứa bé đó, con của hai vợ chồng, nó reo lên. Nó nói, ô bố bồng mẹ kìa, nhìn đẹp ghê chưa. Ngày hôm khác nó, ô mẹ sung sướng ha, được bố bồng mà con không được ha. Ngày nọ đứa bé lại reo lên, ô không có bố nào mà thương mẹ như vậy hết. Chỉ có bố mới thương mẹ như vậy thôi. Tức là bồng mẹ đi từ ở trong phòng ra tới xe. Con đã khoe điều này với các bạn. Ngày khác đứa bé lại reo lên, ô bố với mẹ là một cặp tình nhân tuyệt nhất ở trên đời, con rất tự hào về bố mẹ. Và cứ ngày qua ngày như vậy đó, thì người chồng bỗng thấy cái việc mình bồng vợ mình trên tay ngày một nhẹ đi. Và chồng mới phát hiện là nàng rất là gầy, xuống cân, tiều tụy. Rồi chàng nhìn sâu vào, thấy trong mắt nàng có những cái niềm đau rất là lớn. Có những nỗi khổ mà suốt mấy năm qua chàng chưa bao giờ nhìn thấy. Và con mắt nàng đã quầng thâm. Người thiếu nữ năm xưa chàng quen biết, chàng đem về là một thiếu nữ rất là xinh đẹp. Nhiều người săn đón, nhiều người quyết định cưới nàng mà nàng vẫn nhất định chọn chàng. Chàng đã từng tự hào về điều đó, biết ơn về điều đó. Nhưng mà suốt mấy năm trời qua, chàng đã làm ăn như thế nào để nàng trở thành một cái xác khô gầy như vậy? Nàng không hờn trách, nàng không đòi hỏi, nàng không đòi sự công bằng. Nàng vẫn nằm yên trên tay chàng, ngoan ngoãn như một con mèo. Và ngày qua ngày, chàng nhìn vào nàng càng thấy xót thương và cảm thấy bắt đầu có sự đau đớn ở trong lòng. Bắt đầu có sự giằng xé, bắt đầu có sự trách móc bản thân. Và bắt đầu thấy cái trách nhiệm của mình rất lớn trong cuộc hôn nhân này. Và hình ảnh ngọt lịm của một đôi tình nhân năm xưa nó cứ hiện về trong chàng. Và chàng biết rất rõ là trong lòng mình vẫn còn thương nàng. Chỉ vì sự ham muốn không giới hạn của mình, đi theo những cái đòi hỏi. Hồi trước là mình nghĩ là người này là người mình chọn. Rồi những cái ham muốn trong lòng không kiềm chế được, thì mình nghĩ người vợ mình phải có những tiêu chuẩn như người khác nữa. Đem vợ mình đi so sánh với những cái đối tượng khác. Và người vợ mình không còn là những cái điểm son, những điểm đẹp trong mắt mình nữa. Ngày mỗi ngày chàng cứ mong vợ mình phải là người khác, phải là người khác. Mà nàng thì không đáp ứng được, nàng thì chỉ là nàng thôi. Và cuối cùng là chàng mới nhận ra được rằng là nếu mình giới hạn cái sự ham muốn mình lại, mình có làm nổi không? Chỉ cần mình giới hạn sự ham muốn mình lại thì nàng vẫn đẹp, nàng vẫn là một thiếu nữ dễ thương, nàng vẫn là một người vợ chung tình, nàng vẫn là một người bạn đời quý giá cho mình. Và cái ngày cuối cùng á, khi mà chàng bế nàng từ trên giường đi ra chiếc xe, hai giọt nước mắt của chàng đã rơi xuống má của nàng. Chàng nói rằng là anh sẽ bế em từ trong giường ra xe này suốt cả cuộc đời luôn. Và đứa bé nghe được điều đó đã reo hò, và người vợ vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Trước khi chúng ta tin rằng cái việc buông bỏ của chúng ta là đúng, rời xa người đó là đúng, loại trừ người đó là đúng, nhưng mà thường đó là những cơn cảm xúc, những cơn tự ái, những cơn điên tiết, những cơn hờn ghen, những cơn ích kỷ nó trỗi dậy. Giá như mỗi người cho nhau một cơ hội đi về miền quê yên ả, đi trở về với năng lượng an lành của đất trời, tạm thời gác cái chuyện là tiếp tục hay là kết thúc đi, hãy nghĩ như là một đôi bạn với nhau, thì bạn mặc dù là quyết định muốn buông bỏ, nhưng mà trước khi bạn buông bỏ một cái lớn như là một liên hệ tình cảm như vậy đó, thì bạn nên tập buông bỏ một cái khác nhỏ hơn, đó là tạm thời buông bỏ công việc của bạn một tháng trời, những trách nhiệm bổn phận gì đó tạm buông hết. Bạn buông những cái nhỏ, những cái thứ đó bạn có thể lấy lại được, để bạn biết rằng là khi bạn buông những cái nhỏ đó, cái năng lực bạn nó hồi phục trở lại, cộng với việc là bạn thêm vào cái gì, một năng lượng an lành từ đất trời, từ những chuyến đi dã ngoại, từ cái việc là mình kết nối với giây phút hiện tại một cách sâu sắc nhất, để bạn đưa ra một quyết định là nên buông bỏ cái lớn hay không.
chứ đừng có buông buông cái lớn liền, phải buông những cái nhỏ nhỏ trước. Mà những cái nhỏ nhỏ đó nó có tính chất tiêu hao năng lượng của bạn, nó góp phần để bạn nghĩ tới cái chuyện phải buông bỏ cái lớn. Có thể do áp lực công việc, có thể do danh vọng của bạn, có thể do những cái đòi hỏi ham muốn của bạn. Nếu bạn tạm thời gác lại những cái đó đi, để bạn nhìn lại cái việc buông bỏ cái lớn nó có thật sự cần thiết hay không, có phải là quyết định đúng đắn hay không. Thì khi bạn buông được những cái nhỏ đó rồi, thì bạn đi trở về với chính bạn, trở về với thiên nhiên, trở về với núi rừng, trở về với chuyến đi dã ngoại làm tình nguyện viên chẳng qua chỉ là những cái chất xúc tác để giúp bạn được trở về với chính bạn, hồi phục lại cái bản lĩnh ban đầu của bạn, cái thấy thuần khiết trong sáng của bạn. Để rồi thật ra là bạn tưởng là bạn đã buông, nhưng mà bạn đã nắm lại. Có những thứ không cần phải buông. Nếu buông chăng là buông những thứ không cần thiết để giữ lại những thứ cần thiết. Tưởng là đã buông nhưng mà nắm lại được. Chứ không phải là hễ nặng quá là phải buông. Bạn phải nghĩ tới là có phải buông ngay cái mà làm cho mình nặng trĩu nhất không? Hay là do những thứ râu ria, rác rến xung quanh đó. Và khi bạn dọn sạch được những thứ đó, năng lực của bạn về đầy đủ nhất, thì bỗng dưng là bạn nghĩ rằng bạn không cần phải buông nữa. Bạn đủ bản lĩnh để tiếp tục giữ cuộc hôn nhân này, bạn sẽ làm chủ được cuộc hôn nhân này. Cho nên khi bạn có thể thay đổi được chính bạn á, thay đổi thật sự, mà bạn vẫn còn giữ cái quyết định rời cuộc hôn nhân này thì chịu. Tại vì cái bản lĩnh bạn chỉ tới đó. Còn nếu mà bạn đã thay đổi được chính bạn rồi thì tôi nghĩ hầu hết là cái thấy của bạn khác. Cái trái tim, dung lượng trái tim của bạn nó sẽ thay đổi. Và bạn thấy vấn đề này chẳng là gì cả. Cho nên tưởng là buông mà thật ra là nắm. Nắm mà không mệt mỏi, không căng thẳng, không khổ sở thì tại sao phải buông? Chúng ta có nhu cầu muốn buông là tại vì chúng ta quá kiệt sức. Vậy thì có nhiều cách để chúng ta lấy lại quân bình, lấy lại sức lực, lấy lại sự tỉnh táo, sự ổn định mà không nhất thiết là phải buông cái quan trọng, có thể là quan trọng nhất của cuộc đời mình. Cảm ơn sư. Khi sư nói là không phải buông thì Nhất Tâm có suy nghĩ đến một điều này quý vị. Đó là con thấy có những nhà thơ sư hoặc là những nhạc sĩ mà hầu như là những bài hát mà quý vị ở đây không biết quý vị cảm nhận như thế nào, nhưng mà Nhất Tâm thấy là những bài hát mà hay nhất á, mà bài hát mà nhớ nhất thì cũng có liên quan đến những nỗi đau, liên quan đến những cái hờn ghen, liên quan đến những cái điều mà cái người trong cuộc phải chịu. Và đôi khi chính cái việc mà không buông cảm xúc đó, vẫn gặm nhấm những cảm xúc đó, những cái hờn ghen, những cái đau khổ thì lại là một cái chất gọi là thi vị để cảm xúc thăng hoa hơn trong những tác phẩm. Vậy thì theo sư là trong cuộc sống đôi khi cũng phải ghen, cũng phải đau khổ và cũng phải thưởng thức đau khổ. Sư có đồng ý được không ạ? Anh có đồng ý không? Con thấy con đồng ý nhưng mà hơi khó làm sư. Tôi nghĩ là ghen tuông hay là giận hờn hay là trách móc than phiền buộc tội lẫn nhau, nó là một cái bản năng tự nhiên của con người. Nếu bạn không có ý muốn thành thánh thì tất nhiên là, hoặc là bạn không có một cái chương trình khổ luyện nào để vượt thoát đó, thì dĩ nhiên nó là một phần trong con người của bạn. Và khi bạn bước vào một cuộc hôn nhân mà bạn chưa có quản lý được những cái thứ đó, bạn đang sống chung với nó, thì cái người bạn đời của bạn sẽ lãnh đủ hết. Dĩ nhiên nếu người bạn đời của bạn vững ổn, làm chủ bản thân tốt, thì những rác rưởi của bạn chẳng là gì cả. Thậm chí họ còn có ý muốn giúp đỡ bạn thay đổi. Nhưng nếu người bạn đời của bạn xuống phong độ, vì một lý do gì đó họ không còn giữ được cái mức tốt đẹp ban đầu, thì cũng là cái sự càm ràm, sự cằn nhằn, cưỡi nhửi, trách móc, hờn ghen, bóng gió đó là một nỗi sợ, một nỗi ám ảnh đối với họ. Mặc dù là chúng ta vẫn cho rằng là cũng phải ghen mới thể hiện sự yêu đương, nhưng mà ghen có tỉnh thức á, ghen mà có thiền, biết mình đang ghen, nói cái gì, làm cái gì, hậu quả đi tới đâu, và muốn dừng là dừng, thì ghen cũng được. Để cho bên kia biết là mình vẫn còn yêu thương người kia lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hầu hết cái hàm lượng
chứa trong cơn ghen vì yêu thương người kia đó ít hơn là vì vị kỷ, vì muốn chiếm hữu, vì muốn độc quyền, vì muốn sở hữu người đó, cho nên là đến nỗi cơn ghen. Cho nên thật lòng mà nói, ghen chút chút, ghen thi vị, ghen sao cho nó đẹp thì ai cũng cần chút. Còn nếu mà ghen ghê gớm, ghen xấu xí, ghen ngợm ngợm đó, nói như Trịnh Công Sơn là người người ngợm ngợm đó, người không ra người mà ngợm không ra ngợm đó, thì ai cũng sợ hết. Cho nên sống trong đời sống này thì khổ đau cũng là một chất liệu cần thiết để chúng ta biết cái gì là hạnh phúc. Nhưng mà khổ nhiều quá đó thì chắc cũng ngán lắm, và ai cũng sợ hết. Cho nên là chúng ta đừng có chủ trương rằng là phải ghen, là phải làm khổ người kia. Ghen đi, khổ đi rồi người kia đi mất dép thì đừng hỏi tại sao. Tại vì bạn phải ý thức rằng là người kia không phải lúc nào cũng giữ nguyên cái phong độ. Cho nên tốt nhất vẫn là sống trong tỉnh thức, yêu trong tỉnh thức, ghen trong tỉnh thức, mọi thứ đều diễn ra trong tỉnh thức hết. Thì mình biết mình như thế nào và người kia như thế nào. Vấn đề là tại vì mình không làm chủ được những cái cơn ghen, những cảm xúc đó, rồi mình lại biện luận cho rằng là phải cần thiết. Nếu mà mình đủ tỉnh táo thì tôi nghĩ là mình sẽ thu gọn nó lại. Có nhiều cách để mình đánh thức người khác lắm, chứ không nhất thiết là phải sử dụng những cái năng lượng độc hại như vậy. Cho nên nếu mà gọi là buông bỏ, tôi cũng đề nghị các bạn khi khổ đó, các bạn đừng có tiêm chất độc vào người của mình. Nên buông bỏ những cái thói quen tiêu cực như là nghe những bản nhạc tình sầu đứt ruột, nghe những nhạc mà bài hát mà mình có như con tôm nằm nghe nó tê tái trong lòng, nó phản ảnh ngay cái chủ đề của mình thất tình, nó làm cho con người mình nó bạc nhược yếu đuối, và mình tin mãnh liệt rằng là hãy ai yêu là sẽ khổ. Thay vào đó các bạn nên đi nghe pháp thoại thầy Minh Niệm. Tôi nói đùa thôi, chứ bạn nghe cái gì cũng được, miễn là nó có tính chất nuôi dưỡng, làm cho bạn tỉnh ra, nó đánh thức những cái giá trị bên trong của bạn, những cái tinh hoa nó còn nằm ở bên trong đó, nó làm cho bạn tràn trề năng lượng, khôi phục năng lượng trở lại, trở về với con người tốt nhất có thể của mình. Thì những cái loại thực phẩm như vậy đó, nó rất là quan trọng. Nếu bạn có thói quen tiếp cận những loại thực phẩm tiêu cực như vậy đó, thì bạn phải học cách nhả ra bớt. Thí dụ như khi mình đang khổ quá đó, đừng có bật điện thoại lên. Tại vì mình biết bật điện thoại lên mình chỉ nghe nhạc thôi. Mình gọi ngay đúng ông Chế Linh hay là gì đó, nó rên rỉ ông Đàm hay gì đó, rên rỉ rồi gào thét là bạn chết luôn á. Còn nếu mà bạn mở điện thoại lên để bạn nghe hiểu về trái tim hay gì đó. Những chương trình có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu thì nên. Hoặc là bạn gọi điện thoại cho ai, tìm ai, tìm đồng minh hay là tìm người để đánh thức mình. Phần lớn là chúng ta tìm đồng minh, tìm người bên vực mình, cho rằng là mình đúng và người kia sai. Cho nên phải né những cái loại độc tố đó. Có nhiều người nói, thôi chị nghĩ là em nên bỏ nó đi. Tại vì chỉ có em ngu mới có thể chấp nhận một cái người mà độc tài, mà cái người thao túng quyền hành với em như vậy. Em nhìn coi đời sống hôn nhân của chị này, vân 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 vậy đó. Cái là tưới tẩm thêm vào cái quyết định muốn từ bỏ của mình. Gọi cho mẹ nói, tao nói từ đầu rồi mà mày không nghe tao. Tao nhìn thằng đó là không được. Đó, tuổi tác không có hạp mà cứ đâm đầu vào nhau là chỉ có kẻ dại khờ. Thì gọi cho sếp, sếp nói thôi, về làm trợ lý cho sếp đi, sếp sẽ nâng đỡ tinh thần cho. Sếp đang cần một cái người như em như vậy để sếp nâng đỡ. Ở đây có nhiều người tử tế lắm, tội gì mình phải chọn một cái người như vậy. Thì nếu mà mình là kẻ nhẹ dạ, kẻ dễ bị tác động bởi hoàn cảnh, mà mình tiêm vào những cái loại thực phẩm đó thì chắc chắn là mình đi tới những cái quyết định sai lầm. Cho nên là phải cắt cái nguồn thực phẩm độc hại đó. Tức là bạn phải, nếu bạn đưa ra một quyết định thì bạn phải dựa vào cái trí tuệ của bạn, dựa vào sự tỉnh táo của bạn. Tại vì bạn biết là chỉ có bạn là mới hiểu hết người đó. Khi mà bạn đi chia sẻ với người khác, bạn có bao giờ nói những cái sung sướng, những cái hạnh phúc người đó đem lại cho bạn đâu. Người thương của bạn, bạn toàn là kể chuyện xấu không à, toàn là nói khuyết điểm không. Mà bạn còn nói theo cái trí tưởng tượng của bạn nữa. Bạn còn nói theo cái cảm xúc tự ái của bạn, chứ sự thật nó không phải là như vậy. Mà bên kia,
cũng là cái người đã từng bị tình phụ, đã từng có những vết thương tâm lý, cho nên là người đó chỉ bài bạn là bỏ cuộc thôi. Tại sao cái cuộc hôn nhân bạn mà dựa trên cái thấy của người khác, dựa trên cái quyết định của người khác? Tại sao mà bạn kết thúc một mối tình mà bạn dựa vào những cái tiêu chuẩn, những cái hạn hẹp trong cái trái tim của người khác? Thành ra bạn phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, và bạn phải đủ can đảm để mà buông bỏ những cái thói quen tiêu cực đó, để bạn không có hối tiếc sau này. Cảm ơn sư. Bây giờ chắc là con xin phép là cái phần chia sẻ của sư mình tạm thời dừng lại, và con chuyển sang phần đặt câu hỏi của quý vị ở đây. Hôm nay quý vị đến đây chắc chắn là quý vị, như con chia sẻ ban đầu, là quý vị đã buông để đến đây rồi. Vậy thì bây giờ chắc chắn là quý vị còn những điều khác cần phải buông, và quý vị cũng đang băn khoăn và đang suy nghĩ là phải buông như thế nào và buông ra sao. Thì con nghĩ đây là một cái cơ hội khi được sư chia sẻ và cũng như là sư trả lời các câu hỏi quý vị. Thì bây giờ con xin hỏi là trong khán phòng chúng ta có quý vị nào muốn hỏi câu hỏi nào đặt ra cho sư ạ? Xin ở cánh tay ưu tiên ạ, đầu tiên ạ. Con đến đây không phải để hỏi về cái quan hệ vợ chồng, mà con muốn hỏi về quan hệ mẹ con. Dạ, con có một, thực ra là con có hai cháu trai, nhưng một cháu lớn á, thì từ nhỏ khi sinh ra thì đã có một số người nhận định là nếu như mà em không chăm chú dạy cháu á, thì sau này cháu nó thành tướng cướp. Vâng, thực sự là khi đi khám mắt á, bác sĩ mắt thì không có chữa mắt cho cháu mà lại bảo là em phải lo dạy con đi nhá. Còn khi mà cháu mới 2-3 tuổi thôi thì những người có kinh nghiệm á, nhìn cháu thì sẽ nói là nuôi nó cho nhiều vào, rồi mai mốt ra rồi nó lại chỉ khổ thôi, chứ không có giải quyết vấn đề gì hết. Thì năm nay cháu đã 16 tuổi rồi, con cũng dành rất là nhiều thời gian để chăm sóc cháu. Nhưng mà càng lúc á, thì cái nỗi lo về những lời phỏng đoán của những người đi trước á, có kinh nghiệm á, càng làm cho con rất là lo âu về cháu. Bây giờ con muốn làm sao, mình không biết cách nào để dạy cho cháu, để cháu thành người tốt. Thực ra thì cháu cũng không phải là một đứa con ngỗ nghịch gì, cũng biết nghe lời mẹ, cũng đi học cũng tốt, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nó có những cái suy nghĩ rất là đặc biệt, mà mình biết rằng nếu như không có định hướng cháu á, thành người thì cháu không thành người tốt được. Mà bây giờ nếu mà buông để cho nó tự phát triển theo cái cá tính của cháu á, thì chắc là không được. Mà nếu mà dùng những cái biện pháp là mắng, đánh, rồi dọa nạt thì vào cái lứa tuổi này không dùng được nữa. Ví dụ như cháu nói thẳng với mẹ là con không muốn học, mẹ bắt con học để cho con chơi thì con mới học. Tức là cháu nó đặt điều kiện ra chơi, ví dụ như cháu rất là thích chơi game. Nếu như con đặt điều kiện là con phải học một ngày bao nhiêu tiếng, phải học những cái gì, thì cháu nó sẽ cố gắng làm để được chơi game. Nhưng mà nếu bây giờ không cho chơi game nữa, thì cháu nó sẽ không học. Và nó thì nó có những cái suy nghĩ mà mình khó có thể mà chấp nhận được. Nó không phải là nổi loạn, nhưng mà ví dụ như là nếu bị la, bị mắng nhiều quá, nó sẵn sàng bỏ nhà đi. Vâng, nó bảo là con biết là mọi người nhận định là con cũng thông minh, con cũng biết là nếu như con rời ba mẹ ra thì con sẽ có thể thành tướng cướp như là bà bác sĩ nói. Nhưng mà con được sống là con người của con. Nếu mà con sống với ba mẹ như thế này, con phải là con người của con nữa, con phải bị như thế này, bị như thế kia. Bây giờ con đã lớn rồi, chừng nào con mới sống là con người của con đây? Cảm ơn chị. Dạ. Chị cứ cầm cái mi đó, cho sư hỏi là chị nói chị có hai đứa con phải không? Dạ. Thì cái câu chuyện xảy ra này là xảy ra bởi một bé hay là cả hai bé? Dạ, chỉ có bé lớn thôi ạ. Là bé trai? Dạ, bé sau cũng là bé trai ạ. Thì như vậy. Trước hết là cái vấn đề đầu tiên của chị là chị bắt đầu tin những cái phán xét của những người xung quanh. Dạ, lúc nhỏ bây con giờ không chị nghĩ còn, như thế. Chị còn như vậy không? Dạ bây không, giờ bây để... giờ con vẫn nghĩ rằng con có khả năng dạy cháu thành người tốt. Vì thế giờ con không biết là mình buông làm sao. Ý sư muốn hỏi là bây giờ chị còn bị tác động bởi những cái nhận xét xung quanh không? Dạ không. Nếu còn á, không sao. Nếu còn chị dắt bé tới đây để sư nhận xét một lần cuối. Tại vì nếu chị có niềm tin vào sư đó, thì cái nhận xét của sư nó có thể khác đi nhận xét của những người khác, để chị cũng có niềm tin trở lại. Còn nếu bây giờ chị đã không còn tin vào những nhận xét xung quanh nữa thì thôi. Vấn đề kế tiếp
là làm sao đứa bé biết được là nó lớn lên sẽ trở thành tướng cướp như lời bác sĩ nói? Đứa bé nó nghe bác sĩ nói trực tiếp hay là qua chị? Dạ, nói, tại vì em ở con đưa cháu đi khám, thì bác sĩ nói với mẹ. Trời, có những bác sĩ không dễ thương như vậy sao? Cháu nghe luôn ạ. Chị có tin vào điều đó không? Hồi lúc cháu còn bé thì con không tin. Nó là một cái câu chuyện giống như chuyện qua rồi, mình chẳng để tâm nữa. Nhưng mà càng lúc cháu càng lớn dần lên á, thì bắt đầu nó có những cái suy nghĩ, những cái nói chung là chị đã bắt đầu tin vào điều đó. Và có bao giờ chị thốt ra điều đó không? Chị nói là thấy chưa, bác sĩ đã nói không sai mà. Không, con không bao giờ nói với cháu như vậy. Nhưng mà con sẽ nói là mẹ sẽ dạy con để điều bác sĩ nói không bao giờ là sự đó, thật. Đó, y chang nhau. Cái đó chỉ là một cách để cho chị tự trấn an bản thân mình là mình cố gắng không tin vào điều đó. Nhưng bên trong vẫn có niềm tin đó. Niềm tin đó nó phát ra trong ánh mắt của chị, trong cái dáng đi của chị, trong lời nói của chị, trong cách hành xử của chị. Tính chất nó tưới tẩm vào niềm tin đó trong đứa bé. Đứa bé dù nó có không muốn tin đi chăng nữa, tại cái năng lực của mẹ với con truyền nhau rất là mạnh, rất là trực tiếp. Cái sự kết nối đó không bao giờ gián đoạn được. Cho nên chị tin như thế nào thì có thể điều hướng được cái niềm tin của đứa bé. Thì một trong những cách đầu tiên phải giải quyết câu chuyện này là chị phải xóa được niềm tin này, chấm dứt niềm tin này. Thì có nhiều cách, chị phải đi counselor, chị phải gặp các chuyên gia tư vấn tâm lý, hoặc chị gặp các vị thầy tâm linh để giúp chị vượt qua cái niềm tin sai lầm này. Chị phải nhìn thấy con chị ở những cái giá trị khác. Kế tiếp là hầu hết các bậc phụ huynh đều không phải là các chuyên gia tâm lý trị liệu, đều không phải là các thiền sư, không phải là những người giỏi về tâm lý. Và thường thường là mình cũng không có nhiều kinh nghiệm, tại vì nếu mình sinh 10 đứa con thì mình mới có kinh nghiệm ở những đứa cuối cùng, chứ sinh 1-2 đứa con thì làm sao có nhiều kinh nghiệm được. Hầu hết là mình copy, mình lấy từ kinh nghiệm của cha mẹ mình dạy mình, hay là những người xung quanh dạy con, rồi tự mình làm theo cách của mình. Ý sư muốn nói rằng là chúng ta không có nhiều kinh nghiệm để dạy con, và chúng ta cũng không có nhiều cơ hội để học những cái lớp dạy con, và chúng ta cũng không đủ hiểu hết tâm thức của những đứa bé thời bây giờ. Và chúng ta vẫn hiểu những đứa bé bây giờ theo cái cách của chúng ta, cho nên thường là không kết nối được với đứa bé là vì vậy. Và sâu thẳm trong tất cả những bậc phụ huynh, nhất là người mẹ, chôn giấu một sự sợ hãi rất là lớn. Một đứa bé lớn lên bình thường, ngoan ngoãn, thông minh nghe lời cha mẹ, mà cha mẹ vẫn còn sợ. Huống gì mà đứa bé nó có tính chất cá tính, nó hơi ngỗ nghịch, hoặc là mình đã nghe nhận xét của những người xung quanh về tiên đoán về tương lai của đứa bé, thì sự sợ hãi nó nhiều hơn người bình thường. Nghĩa là chị đang sống trong nỗi sợ hãi. Kế tiếp là xin hỏi, nếu được thì chị trả lời là ba đứa bé đâu? Dạ, ba cháu cũng ở dưới tụi em luôn. Ba cháu có... Mà ba cháu thì rất là khắt khe. Chắc là anh cũng bị sợ như thầy nói. Tức là cũng nghe những lời nói như vậy, và sợ rằng nếu như mà mình dạy, mình nới lỏng kỷ luật trong gia đình thì cháu sẽ hư. Thành ra ba cháu còn khắt khe hơn cả mẹ nữa ạ. Vậy thì cả hai anh chị đều có vấn đề. Nếu nói anh chị, hai anh chị không có vấn đề gì hết là không được. Tôi đang muốn quy trách nhiệm để các anh chị có ý thức thay đổi bản thân mình trước khi muốn thay đổi đứa bé. Tại vì thay đổi đứa bé nó đang bắt đầu khó rồi đó. Còn người lớn như mình có ý thức được thay đổi thì nên thay đổi. Để rồi mình có sự hợp tác tốt hơn đối với đứa bé. Và kế tiếp nữa là đứa bé bây giờ nó bắt đầu có khuynh hướng là muốn đi theo cái suy nghĩ của cái quyết định của mình. Và các anh chị đã bắt đầu không thể đối thoại được đứa bé nữa rồi. Nhưng mà nó chưa tới cái mức tệ lắm, nghĩa là nó vẫn còn đi học, đúng không? Mặc dù nó vẫn ham chơi, nó vẫn chưa thích học lắm, thì cái cơ hội giúp đỡ đứa bé là còn. Và tôi nói câu này để chị thêm niềm an ủi, đó là tôi đã từng chứng kiến những đứa trẻ nó lớn lên, tư vấn cho nhiều đứa trẻ nổi loạn đó, sau này đã thành những nhân tài lớn. Cảm ơn sư. Là tại vì cái phần nổi loạn đó, cái phần cá tính đó, nó chỉ là một phần nhỏ trong một cái tổng thể rất là lớn của một đứa bé. Chỉ có điều là chúng ta không đủ giỏi á, thì chúng ta tưới tẩm những cái phần còn lại, và chúng ta lại tập trung quá mức vào cái phần yếu kém, những cái phần không dễ thương á. Cho nên cái đó nó vượt trội hơn cái khác. Nếu đứa bé đó nó được qua một cái môi trường khác, có những người có hiểu biết hơn để tiếp cận, để hướng dẫn á,
thì tôi tin rằng những cái giá trị tốt lành nó bắt đầu nó bật dậy. Hoặc mỗi đứa bé nó có ý thức được tới một giai đoạn nào đó, cái tự động, cái phần nổi loạn nó giảm lại và cái phần tinh túy nó bắt đầu nó bước ra. Nhưng mà phần lớn phải do tác động của môi trường, do cái sự dẫn dắt. Và những đứa cá tính như vậy, thật sự tôi rất là thích tiếp xúc với những đứa cá tính, tại vì ít nhất nó hơn những đứa ngoan ngoãn ở cái chỗ rằng là nó bắt đầu chịu trách nhiệm cho bản thân đó. Nó bắt đầu nó tin vào cái thấy của nó. Thay vì những đứa ngoan ngoãn nói sao nghe vậy đó, tới 18 tuổi rồi mà cái gì cũng hỏi mẹ hết là nguy hiểm. Tại vì những cái đứa như vậy nó có nguy cơ dễ bị trầm cảm, dễ bị tổn thương tâm lý, dễ thất bại trong đường đời lắm. Còn những đứa cá tính như vậy, chỉ trừ trường hợp là nó đi lạc đường, chứ còn nếu mà nó có một con đường đi đàng hoàng thường rất là dễ đi tới thành công, tại vì nó đã có sẵn cái chất liệu tin vào bản thân. Nó như vậy để chị đừng có quá sợ hãi, đừng quá tưởng tượng về cái tính cách của đứa bé bây giờ. Và tốt nhất là chị nên sắp xếp để làm sao đưa đứa bé đi gặp một chuyên gia tư vấn tâm lý. Hoặc là nếu chị muốn gặp sư thì sư cũng sẽ sắp xếp cho chị một cuộc gặp gỡ với cháu, để sư nhìn vào đứa cháu. Thứ nhất là sư có thể lời cho đứa cháu đó vài lời khuyên. Và nếu mà có luôn anh chị nữa càng tốt, rồi sư sẽ gặp riêng anh chị để có những lời khuyên bổ ích cho anh chị. Và cuối cùng là gì? Nếu anh chị không có thể thay đổi bản thân mình liền, nếu anh chị không thể học liền những kỹ năng để mà đối phó với một cái ca khó như vậy đó, thì anh chị phải nghĩ tới là đưa đứa bé tới một cái môi trường. Tôi nói như vậy thì nó cũng hơi huề vốn ở cái chỗ là tôi không biết môi trường nào để chỉ nữa. Tại vì ở Úc, ở Mỹ tôi biết có những cái môi trường như vậy. Tức là muốn môi trường dạy những đứa bé đặc biệt. Đặc biệt ở đây theo cái nghĩa rằng là hơi khó dạy bảo, nhưng mà nó lại có những cá tính, có những cái tố chất đặc biệt, để người ta giúp nó khơi dậy những cái tố chất đặc biệt và chế phục được những cái cố tật hay là những cái tính nết không dễ thương. Thường là những người đã được huấn luyện rất là kỹ, họ rất giỏi về tâm lý, giỏi về kỹ năng sống, giỏi về cách để tiếp cận một đứa bé như vậy. Nếu mà tôi cố gắng tìm trong nước xem, không lẽ giới thiệu chị ra nước ngoài chứ. Nói như vậy thì nó cũng khó nghe quá. Còn nếu mà tôi nhìn đứa bé, tôi thấy nó cũng chưa đến nỗi nào. Nếu mà tôi cho nó vài lời khuyên á, mà nó nghe theo được, rồi tôi bày anh chị một vài cách mà anh chị làm được á, mà cầm cự thêm năm nữa, thì hy vọng vẫn lúc đó tôi có trung tâm, tôi sẽ đón đứa bé đấy. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị. Xin mời chị bên dưới ạ. Con có một vấn đề con muốn hỏi sư, đó là con vẫn luôn tin là con người chúng ta không tồn tại độc lập, mình tồn tại chung với xã hội và với những người mình yêu thương. Thì đôi khi cái định nghĩa của mình về buông bỏ nó sẽ khác với định nghĩa của xã hội hay là định nghĩa của những người thân của mình. Như vậy thì ví dụ như khi mình muốn buông bỏ điều đấy vì chính mình, nhưng cái định nghĩa của người thân của mình và những người mình yêu thương về cái chữ buông bỏ đấy thì họ lại không hiểu theo cái nghĩa của mình. Họ luôn nghĩ đó là một cái sự hèn nhát hay là đó là một cái sự give up hay là whatever. Thì con muốn hỏi xưa làm thế nào để mình chung sống với cái điều đấy và mình đối diện với điều đấy. Tại vì cái suy nghĩ của những người mình yêu thương sẽ không phải là một cái vấn đề mà mình có thể bỏ qua được. Và mình phải sống chung với cái việc là mình đã buông bỏ một thứ và người khác, và đặc biệt là những người mình yêu thương của mình không chấp nhận cái sự buông bỏ đấy. Thì làm thế nào mà mình có thể sống chung giữa hai cái đấy? Bạn có thể cho thêm một chi tiết cụ thể là bạn muốn buông bỏ cái gì không? Thí dụ bạn gọi tên là tình cảm hay là vật chất hay là cái gì? Một cách đơn giản dễ hiểu là ví dụ một công việc ạ. Tức là đó là một cái status, một cái social status mà nó được recognize, nó mọi người cảm thấy nó là một cái điều gì đấy rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi mà bạn buông bỏ, khi mà em con buông bỏ những cái đấy rồi thì nó không còn nữa và mọi người sẽ bảo là cái mình đã work so hard để mình được những cái social status đấy và tại sao lại buông bỏ nó. Xin lỗi, là bạn có thể nói cho sư biết là bạn năm nay bao nhiêu tuổi không? Dạ con 20 tuổi ạ. 20 tuổi. Thì trước hết đó là tới bây giờ bạn vẫn còn thấy quyết định đó là đúng đắn không? Con rất là tin vào quyết định đấy ạ. Sau khi bạn kết thúc cái công việc đó rồi thì bạn đã bắt qua một công việc khác chưa? Dạ con chưa bắt đầu một công việc khác. Thì nếu như bây giờ bạn đã bước qua được một công việc khác rồi và công việc của bạn đang tiến triển rất là tốt á, thì có thể đó là một cách để chứng minh cho
những người thân của bạn biết là quyết định của bạn là đúng. Nhưng mà không sao, cho dù là bây giờ bạn vẫn chưa tìm được cái công việc nào khác, thì cái quyết định của bạn cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng vừa đây thôi ạ, cách đây một tháng. Một tháng hả? Tôi nghĩ một tháng cũng vừa, cũng đủ, tạm đủ để bạn thấy rằng đó không phải là một cái sự nông nổi, một cơn cảm xúc, mà một cái quyết định nó có chín chắn, nó có sự cân nhắc rõ rệt. Mà giả dụ như đó là một quyết định sai lầm đi chăng nữa, tôi nghĩ đó vẫn là một bài học cần thiết cho một người trẻ lớn lên như bạn. Không nhất thiết lúc nào bạn cũng phải quyết định đúng hết. Tôi không có ý là bạn nên quyết định sai, nhưng mà bạn chỉ nên tin vào chính bạn ở mỗi thời điểm. Dĩ nhiên là bạn cũng không nên khước từ những cái đóng góp ý kiến ở xung quanh, nhưng mà nên xem đó là những ý kiến tham khảo. Còn bạn phải dựa vào cái quyết định của chính bạn. Và tôi vẫn cộng thêm một yếu tố là những lúc bạn bình tĩnh nhất, những lúc bạn ổn định nhất thì hãy đưa ra quyết định. Và khi bạn đã bình tĩnh, đã ổn định và bạn đưa ra quyết định đó rồi, mà đó là cái khả năng cao nhất của bạn, thì bạn nên hài lòng tại thời điểm đó. Bạn chỉ nghĩ được như vậy, bạn chỉ thấy được như vậy. Chứ bạn không nên bỏ niềm tin vào bản thân mình mà sử dụng hoàn toàn vào niềm tin của người khác, tại vì bạn đã 20 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi thì tôi vẫn đề nghị bạn nên trông cậy, dựa vào quyết định của người lớn, tại vì cái thấy họ sẽ sâu sắc hơn. Còn bạn đã 20 tuổi rồi thì bây giờ bạn đã bắt đầu đi trên đôi chân của bạn được rồi đó. Nếu bạn có ngã, bạn sau cái kinh nghiệm đó để bạn đi những bước đi tiếp nữa, mà có ngã nữa thì bạn vẫn có thể đứng lên và đi tiếp. Tôi vẫn mong rằng các bạn trẻ từ 18 tới 30 tuổi là phải ngã te tua tơi tả. Để làm gì? Để bản ngã của bạn thấp xuống, để bạn biết rằng là nếu bạn muốn nắm giữ sự thành công thì bạn phải có một cái nghị lực nào đó, có bản lĩnh nào đó, một cái trải nghiệm nào đó. Chứ còn chỉ thuận lợi mà thành công, chỉ hên mà thành công thì nó nguy hiểm lắm. Và cái ngã đó nó khiến bạn phải tìm tòi học hỏi, phải vươn lên, bạn ứa ra được những cái tố chất để đạt tới sự thành công vững bền. Cho nên là cái vấn đề là sau khi ngã, hoặc là sau khi bạn làm một quyết định có thể là nó không làm cái việc bạn đã chọn, rồi bạn đã kết thúc, nó làm cho bạn không có liên tục được, thì có thể đó là một cái gì đó nó không phải là thành công hoàn toàn. Nhưng mà bạn phải nhìn ra coi là tại sao mình đã kết thúc và mình học được bài học gì từ sự kết thúc đó. Theo con thì câu trả lời của thầy center rất nhiều ở việc con nghĩ như thế nào về cái thất bại đấy. Nhưng mà con muốn cái thắc mắc của con nằm nhiều hơn ở việc là con phải đối diện với việc những người xung quanh, đặc biệt là những người yêu thương của con, xem và chấp nhận cái việc ấy như thế nào. Tại vì tức là từ bản thân con thì con có đọc sách của thầy và con tin vào việc là mình phải realize những cái như thầy nói. Nhưng những người xung quanh họ không nghĩ như thế, và mình không give up on họ, tại vì mình thương họ. Thì cái tình thương đấy và cái việc give up on yourself, nó có phải là một cái conflict of interest không ạ? Ok, là sư vẫn nhắc đi nhắc lại là bạn hài lòng với quyết định của mình là chính. Còn thuyết phục được những người khác, dàn xếp những cái tiếng động xung quanh là chuyện phụ. Nó cũng tương tự như việc bạn chọn một cái người nào để bạn yêu thương vậy. Cái câu hỏi quan trọng là hai bạn đủ yêu thương nhau để đi chung một con đường chưa? Ok rồi, thì gia đình có đồng ý hay không? Dàn xếp sao? Bạn phải tôn trọng cái nào, bạn phải biết cái nào là chính, cái nào là phụ. Thì cái chính bạn đã làm rồi, còn công việc phụ còn lại, đó là bạn sẽ dùng hết khả năng mình khôn ngoan, khéo léo và chân thành để đối thoại, để viết thơ, để tâm tình. Dù bạn đã làm hết rồi mà vẫn không nhận được sự đồng thuận của họ thì không sao, con đường bạn cứ đi. Thời gian có thể là một liều thuốc để chứng minh cho quyết định của bạn là đúng. Tôi vẫn muốn nhắc với bạn một điều rằng khi mình đã bình tĩnh, mình thấy đúng rồi thì mình cứ đi. Đừng có đợi tất cả mọi người đồng ý rồi mới đi được. Nó sẽ trễ những chuyến phà, nó trễ những cái cơ hội, nó làm chúng ta chậm những cái bước tiến. Tuy nhiên chúng ta không có hờ hững vô tâm hay rằng là không có khe vì những người đó. Chúng ta cứ làm thôi, nhưng mà cần một sự đồng thuận tất cả thì không thấy được. Tại vì họ không phải là bạn. Cái thấy của bạn là của bạn, cái thấy của những người đó là của người đó. Chúng ta đặc biệt lắng nghe, đặc biệt quan tâm, nhưng mà vẫn tôn trọng cái thấy của mình. Chúc bạn thành công. Con cảm ơn thầy ạ. Dạ con xin kính chào sư ạ. Con xin kính chào đại chúng.
Dạ, con cũng nghe được rất là nhiều bài pháp thoại của sư, nhưng mà thực tế thì thời gian qua con không dám hỏi, tại vì cũng hơi ngại, với lại đại chúng cũng có nhiều câu quá, cho nên là hôm nay thì cái chủ đề muốn buông mà làm sao buông, thì con xin được phép để hỏi sư một câu. Tại vì con được sinh ra trong một gia đình rất là đông anh chị em, gia đình con thì có tới 9 anh chị em lận ở miền Tây, gần quê với sư là con ở Long An à. Cho nên khi mà tuổi thơ của tụi con thì sống trong một cái sự vất vả, thì ba mẹ con đã rất là khó khăn để nuôi cho tụi con khôn lớn, và con thì thứ 10, cho nên là con là út trong gia đình. Thì khi con trưởng thành rồi thì nhìn lại ba mẹ thì con thấy ba mẹ con hoàn toàn không có hạnh phúc. Mẹ con thì thường hay cố chấp. Có lẽ là cái cuộc sống ở quê nó quá nhiều khó khăn để nuôi cho chúng con trưởng thành. Cho nên là khi đó thì khi mà lớn lên nó cuộc sống nó chật vật quá, cho nên là ba mẹ hoàn toàn không hạnh phúc. Và cho đến bây giờ khi mà con đi làm về á, sau những ngày cuối tuần về với gia đình á, thì ba mẹ luôn cãi nhau và nói những lời lẽ rất là làm tổn thương nhau. Thì con thấy mẹ con không bao giờ buông được những cái gì quá khứ đã trôi qua. Cho nên khi mà nói về thì mẹ nhắc luôn nhắc về những cái điểm xấu của cha, và cha cũng không có hài lòng về những cái điểm xấu của mẹ. Cho nên con muốn hỏi sư là làm sao, thật ra bản thân con thì con có thể buông bỏ được nhiều thứ, tại con cũng nghe pháp nhiều, con cũng học được nhiều, nhưng mà đối với một người ở quê như mẹ con á, thì làm sao để cho giúp cho mẹ có thể quên đi và những cái gì cần buông để buông. Tại vì con thấy mẹ nắm quá nhiều, và khi càng nắm nhiều thì quá mệt mỏi, trong khi bây giờ tuổi đời đã quá lớn rồi. À, cho hỏi là ai đang sống với ba mẹ? Dạ, một người anh và một người chị. Nhưng mà anh chị con thì không có quan tâm sâu sắc, tinh tế phải không? Không quan tâm, và thậm chí khi mà mẹ buồn về cha, mẹ nói về cha thì anh chị lại nói thêm nữa. Cho nên con thấy rất là khủng hoảng. Trước hết như thế này, bạn nên cân nhắc một cái chuyện là cái thấy của bạn về cái sự khổ sở của mẹ chưa chắc là như vậy. Nhiều khi người lớn hay có thói quen là than vang, hay gặp được con là hay than, chứ ít khi nào mà nói những cái ưu điểm hay là những cái tốt, cái đẹp của bố mình hết. Thì cái đó là cái thói quen, nhất là người nhà quê chỉ nói ra những cái điều mình đang than phiền, đang cảm thấy không có thoải mái thôi. Còn những cái khoản mà bố làm cho mẹ hạnh phúc thì chắc mẹ không có nói ra. Cho nên là mình nên nhìn một cách nó rộng rãi hơn, là mình cần tìm hiểu kỹ là có thật sự cái nỗi khổ của mẹ như là mẹ đã nói với mình, hay là như mình đang hiểu không. Vậy thì bạn cần có một cuộc điều tra, bạn phải thăm dò thực tế, bạn phải về ở với gia đình thử vài ngày để bạn chứng kiến. Sau khi bạn chứng kiến tất cả rồi thì bạn phải tự hỏi rằng là mình muốn giúp mẹ bao nhiêu phần trăm. Nếu 100%, bạn muốn ngay từ bây giờ mẹ phải được thay đổi, bạn lên hẳn một cái kế hoạch để làm. Chứ bạn không thể dựa vào những lời khuyên, những lời nhắc nhở, những lời động viên mà đúng được. Hoặc là những lúc nào bạn nhớ đến mẹ thì bạn bắt đầu là tập trung vào mẹ để khuyên, tha hồ khuyên, lên cả một chương trình để khuyên. Còn những lúc khác thì bạn lại nghĩ tới những cái việc khác, bạn lại lao vào những câu chuyện của đời sống riêng của bạn. Ý tôi muốn nói rằng cái sự giúp đỡ của bạn chưa có rốt ráo. Vậy thì bạn muốn cái câu chuyện này được thay đổi đó, thì bạn phải dành ra một khoảng thời gian thật sự, ít nhất là vài ngày hoặc là một tuần lễ. Một là bạn về bạn sống chung, làm việc, tiếp cận bên cạnh mẹ, kết nối lại cái liên hệ mẹ con một cách chặt chẽ nhất có thể. Làm sao bạn được mẹ tin cậy nhất, thân thiện nhất, để cái gì mẹ cũng nói cho bạn nghe hết. Và bạn học một cái kỹ năng đó là lắng nghe mà không có phản ứng, không có nói mẹ sai hay là ba đúng. Thì nếu bạn thấy cái việc này nó vẫn không bằng một cái đề nghị sau đây, thì bạn có thể chọn cái việc sau đây, đó là rủ mẹ đi một cái chuyến đi xa, đi chơi chỉ có hai mẹ con thôi. Thì đi du lịch ở đâu đó, hay là đi về một cái miền quê nào đó, hoặc là đi tu thiền chẳng hạn. Miễn làm sao bạn có cơ hội để được tiếp cận với mẹ, để được lắng nghe mẹ, để xem coi thật sự là cái yếu kém của mẹ chỗ nào, cái sai lầm của mẹ chỗ nào, hoặc là câu chuyện của mẹ có thật như là mình nghĩ hay không. Và tốt nhất là bạn có thể làm sao đó, nếu mẹ bạn có duyên đem đến được những cái trung tâm thiền, thì những cái phương pháp hành thiền, môi trường lành đó sẽ giúp được mẹ. Hoặc là bạn có thể đưa sách, tìm sách nào mà mẹ có thể dễ đọc nhất, những cuốn sách có tính chất nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn. Hoặc là bạn có thể giúp mẹ nghe được những bài nói chuyện của những vị thầy tâm linh,
để xem mẹ có hợp với vị thầy nào, có nghe được vị thầy nào hay không. Nhiều khi mình không giúp được, nhưng mà có thể nhờ qua một cái phương tiện khác có thể giúp đỡ được. Đó là những cuốn sách hay, những cái bài nói chuyện hay, có thể mẹ thấm từ từ rồi mẹ thay đổi. Cái giải pháp tốt nhất vẫn là bạn cùng với mẹ dự một cái khóa thiền mà bạn dám bỏ ra 3 ngày hay là 7 ngày đó. Bạn dụ làm sao, bạn nói nếu mẹ đi khóa thiền 7 ngày này thì con sẽ tặng mẹ cái gì đó, thí dụ vậy đó. Trời, con tặng nhiều lắm, thầy ơi, con dụ lắm. Tại vì như thế này là mẹ thì ở quê, cho nên là con thì con cũng thường về vào cuối tuần và những ngày nghỉ con cũng thường về. Nhưng mà cái cách mà con tiếp xúc với mẹ là con giao duyên cho mẹ đi tu, đi chùa. Thì con thường cho mẹ xem những cái băng đĩa giảng của quý thầy á, những cái gì đó nó thực tế giữa đời thường, và khi mẹ nghe thì nó sẽ cảm thấy an lạc và sẽ làm thay đổi được mọi thứ. Nhưng mà cái thay đổi đó nó chỉ trong chút xíu thôi, trong một cái ý niệm chút xíu thôi. Sau đó là mẹ vẫn rất là cố chấp. Và có đưa bài giảng của sư mình niệm chưa? Thật ra thì mỗi một người sẽ có, như mẹ con thì con đưa vô, nhưng mà con chỉ có thể là xem đĩa thôi, chứ sách là mẹ con không đọc, tại vì mẹ con đã hơn 70 tuổi rồi. Còn bây giờ khuyên thì cũng thật ra là con hiểu được ý của sư, nhưng mà vấn đề ở đây là con là người hiểu được bản chất của gia đình con hơn ai hết. Cho nên là tại con sống ở nhỏ mà, từ nhỏ dưới quê, và từ tuổi thơ con là gia đình con đã không hạnh phúc cho đến bây giờ rồi. Chứ không phải là một sự hiểu lầm là cha mẹ có gì đó mà mẹ về mẹ tâm sự với mình, tại vì mẹ tâm sự là tâm sự trong nước mắt. Cho nên là con không biết làm sao để giải tỏa cho mẹ. Có nghĩa là mẹ phải chấp nhận với những cái khổ đó, để mẹ biết mà mẹ buông, để mẹ có một cuộc sống an lạc hơn. Câu hỏi là ba bạn phản ứng như thế nào? Ba con đó thầy, ba con thì buồn mẹ, cho nên là ba đi cứ đi nhậu biết rồi. Thôi thì bây giờ một cái giải pháp nữa đó là chúng ta làm một cái cuộc họp gia đình, một cái buổi ngồi chơi thôi, không phải là ngồi để nói ai đúng ai sai, mà tất cả các anh em đều về một ngày, chọn một ngày cuối năm hay là đầu năm gì đó, ngồi chơi với cha mẹ, về dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cúng quải ông bà, rồi nhân cơ hội đó mời gia đình ngồi xuống. Thì mời mẹ nói, đề nghị mẹ là mẹ, bây giờ mẹ hãy nói những cái hay, cái đẹp, những cái tốt của ba cho chúng con nghe vậy, kể cho chúng con nghe, kể trước mặt ba luôn. Thì chắc chắn là sẽ có, nhưng mà nhiều khi bà quên, giờ nhờ bà nhắc lại. Thì bạn làm cách nào đó, nói một cách nào đó để mà bà chịu nói. Hoặc là nói, ba nói trước đi. Bây giờ ba nói những cái hay, cái đẹp, những kỷ niệm đẹp nào nhất giữa ba với mẹ, nhờ ba nói trước. Thì khi ba nói như vậy thì mẹ bắt đầu thấy vui, thấy ba trân trọng mình, thấy chồng mình trân trọng mình. Và những kỷ niệm đó, những kỷ niệm đẹp đó nó trở về, nó làm bà dễ chịu, hạnh phúc. Thì bà có thể bà sẽ nói lại. Đó là bước đầu tiên, là mỗi người tự tưới hoa cho nhau. Trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, trong cái chương làm mới, tôi có đề nghị là đầu tiên là mình phải tưới hoa cho nhau, nhắc cho nhau nhớ những cái giá trị tốt đẹp ở trong người kia mà đôi khi chúng ta đã quên. Và khi chúng ta ngồi nhắc, nghĩa là chúng ta đã tự tưới tẩm lại cái hạt giống hạnh phúc của mình. Đó là cái bước đầu tiên. Bước thứ hai đó, mỗi người phải tự nhận ra những cái yếu kém của mình. Ví dụ như là, mà nếu cái việc này đối với ba mẹ cảm thấy khó quá, ba mẹ có cảm giác như các con mình là quan tòa đó, thì các anh chị em làm ví dụ thử. Ví dụ như là bạn chọn anh của bạn, vì hai anh em mình làm mới với nhau, làm mẫu trước. Thì cái bước kế tiếp đó là mẹ nói lên cái khuyết điểm của chính mẹ thử xem. Mẹ kể ba khuyết điểm thôi, mẹ đừng kể nhiều quá. Rồi ba cũng sẽ thử kể ba cái khuyết điểm của ba đi, ba khuyết điểm thôi, tự kể ha. Và bước thứ ba đó là mẹ hãy nói ba cái khuyết điểm của ba thôi, và ba hãy thử nói ba cái khuyết điểm của mẹ thôi. Hoặc là bước thứ ba, nếu cảm thấy hai bên đang rất là vui, đang rất là ổn, thôi cho mẹ 5 phút, hãy nói những nỗi khổ niềm đau của mẹ, đúng 5 phút thôi. Tại vì nói một tiếng mẹ cũng có thể nói hết 1 tiếng, mà nói 3 tiếng mẹ cũng có thể nói hết 3 tiếng, cho nên giới hạn 5 hoặc là 10 phút thôi. Và hôm nay có thể là lần đầu ba không được nói nỗi khổ của ba. Ba hy sinh chỉ lắng nghe những nỗi khổ của mẹ, rồi ba bắt đầu suy nghĩ. Nếu mà ba ổn, ba vững thì ba có thể trả lời, ba giải thích. Có thể có những hiểu lầm nào đó. Hoặc là nhiều khi cái này nó hơi tinh tế một chút, hơi tế nhị một chút. Nhiều khi ba lâu quá quên tâm, quan tâm mẹ một cách đầy đủ nhất, hay là cảm xúc yêu thương đó. Vì có thể là mẹ đang cần những cái sự quan tâm đặc biệt đó, mà ba đã không tinh tế nhìn thấy. Cho nên có những cái quán trách, có những hận, tưởng là bên kia không còn thương yêu mình nữa.
thì làm sao để cái hạt giống yêu thương hai người được trở lại? Làm sao mà ba nói được những cái lời tử tế nhẹ nhàng trở lại? Người phụ nữ, một trong những cách có thể chiến thắng được họ đó, đó là phải nói ngọt. Yeah. Phải khen họ, họ dễ thương, rồi phải nói họ đúng ở một số điều trước. Thì sau đó thì mình sẽ ngắt hoa họ sao? Sau đó mình sẽ nói cái yếu kém của họ sao? Thì họ mới chịu. Chứ mà khi không mà mình nói liền cái yếu kém họ là họ sẽ phản ứng liền. Thì đừng bao giờ nói mẹ sai, đừng bao giờ nói mẹ có lỗi, đừng bao giờ nói mẹ có vấn đề. Mà là mẹ rất là dễ thương. Chính các bạn cũng phải ngồi xuống nói với mẹ điều đó. Mẹ là những cái giá trị tốt đẹp nhất mà con có trong cuộc đời. Chúng con biết ơn mẹ thế này thế khác vậy đó. Để cho mẹ được tiếp thêm năng lượng, mẹ có niềm tự tin trở lại. Để làm gì? Để mẹ đón nhận những cái lời góp ý của tụi con ở bước kế tiếp. Thì khi mà lòng mẹ đã mở ra rồi đó, và mình phải dặn ba là ba chỉ nói rất là ít những cái điều mà ba đang cảm nhận về mẹ, hay là một cái lời giải thích nào đó, đừng có chạm vào tự ái của mẹ. Chỉ cần mẹ chỉ nghe một điều, hai điều để mẹ suy gẫm, để mẹ thay đổi thôi đã đủ lắm rồi. Thì nếu mà cần đến cả sức mạnh của tập thể, của gia đình, thì chúng ta nên làm điều đó. Còn nếu cả gia đình không làm nổi, có một số người đang có một số năng lượng tiêu cực, hay là có một số vấn đề với ba mẹ, thì mình chọn những người nào đang thật sự quan tâm và yêu thương ba mẹ để ngồi lại chung với nhau thôi. Và tôi hy vọng rằng là gia đình sẽ có một cái Tết hạnh phúc với sự nỗ lực thật sự của các bạn. Con xin cảm ơn sư ạ. Con nghĩ là với năng lượng của sư truyền cho con và cũng hướng dẫn con, thì con có niềm tin là con sẽ làm được điều đó. Con xin cảm ơn sư. Nói chung thì chồng của con đã nói với con rằng là anh ấy có một người phụ nữ khác, và bây giờ thì anh ấy muốn quay trở về với cả gia đình. Tuy nhiên đấy là điều anh ấy nói, còn những cái mà anh ấy làm thì lại là những cái hoàn toàn khác. Thì bây giờ con muốn sư tư vấn dùm cho con hai điều. Thứ nhất là sau khi những cái chuyện mà xảy ra đối với con và con của con, thì trong con đang có một nỗi hận rất là lớn đối với cả chồng của con. Và trước hết là con muốn buông cái nỗi hận đấy, bởi vì con rất là lo lắng là khi trong con có cái năng lượng không tốt thì nó sẽ truyền sang cho em bé. Thứ hai là về cuộc hôn nhân của tụi con, thì con đang không biết là lúc nào thì nên buông và lúc nào thì nên giữ, và nếu buông thì sẽ buông như thế nào để mà không có gây tổn thương cho em bé của tụi con ạ. Con cảm ơn thầy. Ca của bạn chưa phải là ca khó. Chàng có hứa với bạn là chàng sẽ quay trở về. Bạn có thấy chàng nỗ lực không? Mặc dù là chàng vẫn cứ tiếp tục cái liên hệ đó, nhưng mà bạn có thấy chàng có nỗ lực thật sự nhưng mà không thành công không? Hiện tại thì con chưa cảm thấy điều đấy ạ. Có thể là bạn đang bị cái gì đó nó che mắt bạn thì sao? Tức là bạn chỉ muốn có một sự nỗ lực thật sự và dứt điểm từ bây giờ thì bạn mới cho là có nỗ lực. Còn nếu mà vẫn còn dây dưa đó, nghĩa là chưa nỗ lực. Trong khi một người có nỗ lực muốn thay đổi nhưng mà chưa thay đổi được á, nó khác với một người không có thiện chí muốn thay đổi. Và hơn ai hết, bạn là người bạn đời, bạn phải tinh tế nhìn ra điều đó. Nếu bạn bình tâm đủ, nếu bạn để cái sự giận hờn, uất hận á, trong lòng xuống á, thì bạn có thể ghi nhận được sự nỗ lực của người đó. Và hơn ai hết á, bạn phải là người tiếp sức cho người đó quay về. Tôi nói ca của bạn không khó là tại vì người đó còn hứa muốn quay về. Mặc dù đó chỉ là lời hứa, còn hơn là người đó sẽ nói rằng người đó sẽ không muốn quay về nữa. Thì hết rất là khó để giúp đỡ. Thì cái lời hứa này nó có thật hay không? Hay là có thật nhưng mà không thực hiện được? Chúng ta cần phải bình tâm mới xét cho ra. Thì bây giờ bạn hãy thử cố gắng hết cái khả năng có thể của bạn trong cái lần này. Mà lần này nó mang tính quyết định là bạn có giữ được người đó hay không. Bạn phải nhớ một điều rằng trong hôn nhân á, nó phải có ân tình với nhau. Ân tình là gì? Đáng trừng phạt mà không trừng phạt. Đáng loại trừ mà không loại trừ. Chứ còn đáng trừng phạt mà bạn đi trừng phạt, bán loại trừ, bạn đã loại trừ, thì nó không có ân tình nữa, nó chỉ là một sự sòng phẳng thôi. Thì đây chính là lúc để xem cái dung lượng trái tim bạn lớn hay là nhỏ. Cái sự phản bội của người kia mà để trong lòng bạn cái vết thương quá lớn đến nỗi bạn hận người đó, xin được nói thẳng với bạn là tại vì bạn quá dựa dẫm vào người đó. Bạn chưa có đời sống thực của riêng mình. Và bạn chưa đủ khôn ngoan để biết rằng khi bước vào cuộc hôn nhân á,
thì bạn phải chấp nhận cái chuyện là người đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và bạn chính là người truyền cảm hứng nhiều nhất để giúp người đó vượt qua những cái yếu kém, những cái giới hạn, những cái đòi hỏi của họ. Tại sao bạn phải làm điều đó? Tại vì bạn là người thương của họ, bạn là người được họ chọn. Và chính bạn cũng vậy, cũng sẽ có lúc bạn phải sa hầm sập hố, bạn đi vào những sự cám dỗ. Thì người thương của bạn là cái người sẽ thức tỉnh bạn. Thành ra cái người bạn đời của bạn đang cần bạn thức tỉnh, đang cần điểm tựa an toàn. Bạn phải làm cho người thương bạn biết rằng bạn là điểm tựa an toàn nhất. Người con gái khác có thể xinh đẹp hơn bạn, giỏi giang hơn bạn, có quyền lực hơn bạn, nhưng bạn có những cái giá trị nhất định của bạn, và bạn phải làm cho điểm đó sáng hơn lúc và sáng nhất tại thời điểm này. Hơn bao giờ hết bạn phải được tỏa sáng trong giây phút này. Bạn phải chăm sóc tốt về cơ thể, bạn chăm sóc tốt về tinh thần. Làm sao bạn đóng được cái vai mỗi lần gặp người đó, bạn không trách móc, không hờn giận, chỉ nở nụ cười thôi. Mặc dù đôi khi bạn phải diễn đó, đôi khi bạn phải gồng hết con người mình ra để đóng trọn cái vai trò đó. Mà tại sao phải khổ như vậy? Đơn giản là vì bạn thương người đó. Bạn muốn người đó đi đúng con đường của họ. Có thể sau này họ sẽ hối tiếc thì sao? Đến khi mà bạn đã đóng trọn vai trò của mình rồi, không có oán thù, đã tha thứ cho cơ hội mà người đó không nắm được, người đó không thay đổi được, thì quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của bạn nó đỡ tức tưởi, nó đỡ oán ức, và bạn cũng không thấy, không có hối tiếc cho bản thân mình. Bạn hỏi tôi cái thời điểm nào, như thế nào để biết quyết định của mình đúng đắn? Đó là những cái giai đoạn mà bạn bình tĩnh nhất, giai đoạn bạn ổn định nhất, giai đoạn bạn hài lòng với nói cách nói năng, cách hành xử, cách suy nghĩ của mình nhất ấy, thì lúc đó bạn hãy nên tin vào chính mình. Nói chung là khi bạn bình an thì bạn mới nên tin vào chính mình. Còn khi tâm bạn vẫn còn bấn loạn, vẫn còn sao động, vẫn còn nhiều cảm xúc quá, tất cả những cái đó đều là cái phản ứng của tự ngã, của tự ái, của cái tôi thôi. Nó không phải cái tinh túy nhất mà bạn có được. Cho nên bạn cần nỗ lực hơn. Thậm chí tôi nói thật với bạn, có những cuộc hôn nhân một bên phải tha thứ bên kia 5 lần 7 lượt mới đem người đó được trở về. Chính cái công sức đó đó làm cho người kia sẽ không bao giờ rời bỏ bạn được nữa. Biết bạn chính là cái người mà họ cần trong cuộc đời này. Tại vì có nhiều chàng đào hoa, nhưng mà cưới người nào thì có thể là có thể làm tổn thương người đó và phản bội người đó. Nhưng mà nếu bạn là người tài giỏi, bạn giúp cho người đó vượt qua cái sự đào hoa của mình và tìm ra được cái trái tim, cái tinh túy của tình thương yêu là cái gì? Đó là nghĩa với tình. Làm sao nâng dậy cái phần nghĩa tình á? Và đấy là cái lúc bạn cho người đó thấy là bạn là người có nghĩa, có tình. Còn nếu bạn cứ tiếp tục trừng phạt, tiếp tục trách móc, tiếp tục oán thù, tiếp tục loại trừ người đó, thì dĩ nhiên là bạn càng đẩy người đó ra xa, người đó càng khiếp sợ bạn. Câu hỏi vẫn còn là làm sao để bạn có thể làm chủ được cái cảm xúc đó. Thì tôi không biết là bạn có khó khăn gì cái chuyện mà bạn đang có em bé hay không, hay là với công việc của bạn hay không. Thì tôi vẫn khuyên bạn lấy một cái khóa thiền 10 ngày. Cái này nó khó lắm. Để sắp xếp hết mọi thứ, buông bỏ mọi thứ để tập trung vào việc này thì nó rất là khó. Nhưng mà bạn đang muốn buông cái lớn đó, như là nãy giờ chúng ta có nói, thì bạn hãy tạm buông những cái gì đó nó đang làm tiêu hao năng lượng của bạn, để bạn dồn vào cái chuyện là làm cho mình tỉnh ra, cân bằng trở lại. Biết đâu sau cái khóa thiền 10 ngày đó, bạn tỉnh lại, cái thấy của bạn sẽ khác, và bạn đủ nghị lực để ngồi xuống với người đó, tìm ra cái cách để nâng đỡ người đó. Còn bây giờ bạn đừng làm cái quyết định. Bạn phải có cái cách nào để làm cho bạn tỉnh hơn, ổn hơn, vững hơn, rồi hãy làm cái quyết định. Và chúc bạn thành công. Con cảm ơn thầy. Con muốn hỏi sư là bởi vì con không muốn buông cái, con không biết là con nên buông cái gì. Thực ra là con đang làm việc tại Nhật Bản, con mới về thành phố vào tuần trước, và cuối tuần này con sẽ quay qua đó con làm việc. Thì ở bên, trong thời gian con ở bên Nhật thì con nghe bài của sư rất là nhiều, và trong thời gian con hụt hẫng nhất thì con cũng nghe bài của sư rất là nhiều. Thực ra con là con có một người yêu, quen nhau được 3 năm. Con qua Nhật làm đã được 1 năm rưỡi. Trong thời gian này thì trong thời gian đó thì con và anh cũng rất là yêu thương nhau. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì sau 1 năm hơn, ảnh không có đợi con được nữa. Bởi vì con có cơ hội làm việc và ổn định ở Nhật,
trong thời gian dài. Thì trong suốt quá trình đó thì anh cũng luôn tìm mọi cách qua nhập với con. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì anh giống như là anh bỏ cuộc. Và anh có một người khác thì con rất là buồn. Bởi vì con cũng 30 rồi. Con cũng cần có một mái ấm gia đình. Nhưng mà sự nghiệp của con thì con cũng không muốn bỏ. Như vậy con cũng không biết là con nên buông cái gì. Con không biết là con nên buông Nhật Bản hay là con nên buông ảnh. Buông ảnh. Giả như chàng đang gặp rủi ro biến cố ở đây, chàng đang lao đao lận đận cần sự giúp đỡ của bạn, thì bạn buông công việc về với chàng. Còn ở đây đó, chàng không gặp những cái rủi ro bất trắc đó, chỉ vì chàng thiếu vắng một cái người để thương, chứ không phải là để cần bạn. Nghĩa là cái tình yêu chàng dành cho bạn vẫn chưa phải là tình yêu chân thành. Chàng chỉ cần một người để thỏa mãn cảm xúc, để yêu thương, chứ không phải là cần bạn. Chàng chưa có sống được với cái nghĩa đẹp nhất của tình yêu. Tại vì thời gian, không gian, sự gian cách đó, nó chứng minh điều đó. Tôi nghĩ đó là sự may mắn của bạn. Tại vì trong cuộc sống hôn nhân cũng sẽ có lúc bạn phải rời xa chàng. Nhỡ lúc đó bạn có con thì sao? Có con với chàng. Hôn nhân đã đi ra rất xa rồi, thì cái khổ đau còn gấp trăm lần và vô phương cứu chữa nữa. Thì bây giờ chàng, cái vô tình này đã giúp bạn có một cái trắc nghiệm về tình yêu rồi đó. Mà cũng chưa chắc là bạn yêu chàng đó chân thật. Nhiều khi bạn cũng chỉ cần một cái người để bạn lấy để bạn có một mái ấm gia đình thôi. Người nào cũng được, miễn bạn thấy bạn thương, bạn thích thôi. Thời gian sắp tới sẽ chứng minh nè, 1-2 năm nữa mà bạn vẫn còn nghĩ đau đáu về người đó thì mới biết rằng là bạn yêu thương người đó thật sự. Còn nếu 1-2 năm tới có một chàng nào tương tự, thậm chí là hấp dẫn hơn, có nhiều điều kiện hơn mà bạn gật đầu, thì bạn mới biết rằng là cái tình yêu hồi trước cũng chưa phải. Bạn đừng để cái tuổi 30 đó rượt đuổi bạn, nó cấu xé bạn. Tuy bạn chưa có đi vào hôn nhân ở cái tuổi mà bạn mong muốn á, nhưng mà bạn đang làm chủ cuộc đời của bạn. Chứ còn bạn lao vào cuộc hôn nhân mà cuộc hôn nhân đó không biết đi về đâu, bạn không làm chủ được chính mình thì lao vào để làm gì? Cho nên hơn 30 tuổi lập gia đình cũng được, hoặc là thậm chí bạn sống một mình cũng được, với điều kiện là bạn phải sống rất là vững, rất là chắc và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của mình, chứ không để người khác dẫn dắt được. Cho nên biết bạn rất là đau, nhưng mà bạn sẽ cố gắng hàn gắn vết thương mình càng sớm càng tốt. Nếu bạn cố gắng nghĩ rằng người kia thật sự thương yêu bạn thì nó khó lành lắm. Còn nếu bạn biết rằng đây không phải là một tình thương chân thật, mặc dù là tại thời điểm này nó rất là tổn thương bạn, nhưng mà tôi tin rằng nó sẽ rất là lành. Tại vì bạn biết rằng bạn đã làm quyết định đúng. Chúc bạn sớm chữa lành.